Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân lắng nghe. Đức Phật có dạy rằng ba cõi không yên như ở trong nhà lửa. Muốn xa lìa cõi khổ thì phải nương về ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi bến bờ sanh tử luân hồi không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như chiếc bè đưa người qua bờ khổ, giới như đất bằng phẳng, muôn vật đều từ đấy mà phát sinh. Giới như một ngọn đèn sáng chiếu phá các chỗ tối tăm, giới là một con đường tắt đưa tất cả qua khỏi cõi nhân thiên, là cửa ngõ vào cảnh niết bàn. Cho nên trong kinh có nói rằng, nếu có chúng sinh muốn dứt trừ các khổ, hưởng sự vui vô thượng niết bàn, thì phải thọ tam quy, trì ngũ giới. Nếu người nào giữ được thanh tịnh cho đến giây phút, cho đến trong giây phút quy y Tam Bảo, ở đời vị lai cũng được chứng quả niết bàn. A Di Đà Phật, xin thông báo cho quý Phật tử. Ở trên này quý thầy gọi quý thiện nam thiện nữ, thì ở dưới Phật tử nói mô Phật nha, cho nó thật thanh tịnh. Chúng ta bắt đầu nha. Này quý thiện nam thiện nữ, trong luật Đức Phật có dạy, người quy y Tam Bảo thì trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh, cũng như muốn chứa đựng vị cam lộ thì trước phải xúc bình cho thật sạch. Còn người trước khi thọ quy giới thì phải sám hối cho phiền não, cho tâm được thanh tịnh, phiền não đoạn diệt, thân tâm được thanh tịnh thì mới thỉnh lãnh thọ quy giới thanh tịnh. Nhưng phải hiểu ý nghĩa sám hối là gì. Chữ sám tức là ăn năn, tự thấu tội ra, chừa bỏ các lỗi đã làm, chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến các tội lỗi nhiều kiếp về trước, cho nên cần phải sám. Còn chữ hối có nghĩa là gì? Chữ hối có nghĩa là hối hận, biết lỗi mà chừa, đổi lại trở nên tốt, không cho tội lỗi phát sinh nữa. Ví như cái áo dơ bẩn chúng ta giặt sạch thì phải gìn giữ đừng cho nó dính dơ nữa. Quý vị này quý thiện nam thiện nữ, quý vị đã nghe giảng rõ ý nghĩa sám hối rồi, vậy quý vị hãy đứng dậy chắp tay ngay thẳng, nghe tôi nói như thế nào quý vị nói theo thế ấy, để sám hối cho thân tâm được thanh tịnh. Quý Phật tử nói đệ tử chúng con tên là, thì Phật tử nói rằng đệ tử chúng con tên là Nguyễn Văn Di đó hen. Phật tử nói vô hen, rồi chúng ta bắt đầu. Đệ tử chúng con tên là, đọc luôn, đọc theo. Đệ tử chúng con tên là Nguyễn Văn A, ví dụ, rồi bắt đầu đọc lại. Đệ tử chúng con tên là, rồi đọc tên mình vô. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, quy sinh Tam Bảo, từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, tai qua nạn khỏi,
hiện tiền phước huệ trang nghiêm. Một hậu sanh về cõi Phật. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Xá một xá. Rồi Phật tử đọc tiếp. Mình đọc vậy đó, đệ tử chúng con tên là Nguyễn Văn A, nhìn mình cái gì đó, nhưng mà phải đọc hết danh của thầy rồi thêm cái tên mình vô. Rồi Phật tử đọc tiếp. Hai bà cụ gắng nghe, phát nguyện nhân cơ hai bà cụ nhà nghe phát nguyện theo nhà. Rồi xin Phật tử đọc theo. Đệ tử chúng con tên là. Rồi vậy đúng đó. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi. Ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi sinh tam báo, từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, tai qua nạn khỏi, hiện tiền phước huệ trang nghiêm. Một hậu sanh về cõi Phật. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Rồi Phật tử đọc theo. Đệ tử chúng con tên là. Rồi được. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi. Ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi sinh tam báo, từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, tai qua nạn khỏi, hiện tiền phước huệ trang nghiêm. Một hậu sanh về cõi Phật. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý Phật tử ngồi xuống lại ba lại. Đáng lẽ thì mỗi câu mỗi lại, nhưng mà nó chật đứng lên lại xuống sợ đụng, cho nên thầy không kêu xá rồi lại ba lại đều. Ngồi sắp bằng rồi cái nghe giảng sư giảng tiếp. A Di Đà Phật, xin cung thỉnh tòa. Chúng mình làm phép. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong khi thượng tọa trụ trì sái tịnh toàn thân và tâm của các giới tử, chúng tôi xin giải thích cho quý Phật tử nghe về ý nghĩa của chữ tam quy. Quý Phật tử đã rồi, cũng giống như người vừa mới được tắm xong, thân và tâm đã được thanh tịnh rồi, thì hôm nay tất cả chúng ta khoác lên trên mình một chiếc áo mới. Chiếc áo đó mang tên là quy y tam bảo. Quý giới tử, tất cả chúng ta cố gắng tập trung lại cho thượng tọa trụ trì làm lễ sái tịnh.
Hiện tại bây giờ thì Thượng Tọa cũng giống như là một vị Bồ Tát Quan Âm đang rưới cam lồ lên trên đảnh môn của tất cả quý Phật tử, để tất cả chúng ta làm cho thân của mình sạch tất cả những tội chướng, tâm của mình cũng được sạch tất cả những phiền não, để thân tâm của mình được thanh tịnh và trong sạch. Cũng giống như cái người muốn khoác lên trên mình chiếc áo mới thì phải tắm gội cho sạch sẽ. Thì hôm nay Thượng Tọa cũng đã dạy bảo cho quý Phật tử sám hối rồi. Làm con người từ lúc mình sinh ra cho tới bây giờ ai cũng có tội cả, không một người nào mà không tội hết. Cho nên trong cái khoảng thời gian chúng ta sống là chúng ta biết bao nhiêu là tội lỗi. Cái tội lớn nhất của mình và gần nhất của mình là cái tội mà mình không làm cho cha mẹ mình vui. Đó là cái tội lớn nhất. Ngoài ra còn có những cái tội khác nữa. Thì những cái tội mà xung quanh trong cuộc sống, trong sinh hoạt đời thường của mình đó, những cái tội đó thì mình sám hối là nó hết. Nhưng mà những cái tội lớn như là mình làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc, cái tội đó khó mà chúng ta có thể sám hối được. Bởi lẽ cái tội bất hiếu là cái tội nằm trong ngũ nghịch. Giết cha mẹ, tức là làm cho cha mẹ mình buồn là mình đã giết cha mẹ rồi. Làm cho cha mẹ mình khóc, mình cũng đã giết cha mẹ rồi. Cái tội mà mình phỉ báng Tam Bảo, cái tội mà mình phỉ báng sư trưởng, bổn sư của mình, cái tội mà mình phá chùa đốt kinh sách, cái tội làm cho thân Phật ra máu, những cái tội đó nằm trong ngũ nghịch, khó có lòng mà chúng ta sám hối được hết. Hôm nay quý Phật tử nhờ Thượng Tọa trụ trì chùa Long An hướng dẫn cho quý Phật tử đến đây để chúng ta làm cái lễ quy y. Thì hai cái chữ quy y có nghĩa là quay trở về, nương tựa. Chữ quy là quay trở về, còn chữ y là nương tựa. Tại sao phải quy y? Tại sao chúng ta phải quay về? Tại sao chúng ta phải nương tựa? Bởi lẽ chúng ta sanh ra giữa cái chốn trần gian này, nó là một địa ngục. Trần gian là một bến đỗ của ân tình, mà nơi đó tất cả chúng ta phải lên xuống lên để trao gửi hay là để thanh toán cho nhau những món nợ ân tình đó. Ví dụ như trong gia đình, nếu mà thuận hòa, trên thuận dưới hòa, thì đó là trao gửi cho nhau những món nợ ân tình. Còn trong gia đình mà vợ chồng có lục đục, con cái bất hiếu với cha mẹ, thì đó chính là cái nơi để cho chúng ta thanh toán cho nhau những món nợ ân tình đó. Cho nên chúng ta đã đi xa thế giới của Phật quá lâu và quá xa rồi. Hôm nay cái nhân duyên lành quý Phật tử biết quay trở về. Và ngày hôm nay mùng 1 tháng 3, tất cả chúng ta chính thức đã quay trở về nương tựa ba ngôi Tam Bảo. Chúng ta nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp và nương tựa vào Tăng. Tại sao gọi là Phật là cái quý giá nhất? Rồi tại sao gọi là Phật chính là cái gia bảo ngàn đời? Thật sự ra trong cuộc sống tất cả chúng ta nhiều khi mình có những suy nghĩ non nớt hoặc là sai lầm. Chúng ta những tưởng rằng công danh sự nghiệp là cái chỗ cho chúng ta nương tựa, hoặc là chúng ta nương tựa vào tiền bạc, sự giàu có, sự danh vọng của mình. Nhưng mà thật sự ra tiền bạc, danh vọng nó cũng chỉ là huyễn mà thôi. Rồi khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt rồi, quý Phật tử ơi, chúng ta chỉ ôm theo tất cả những nghiệp xấu của mình. Chúng ta đâu có đem tiền theo được, chúng ta đâu có thêm áo quần theo được, nhà cửa cũng chẳng mang theo được, danh vọng cũng chẳng mang theo được. Mà chúng ta chỉ mang theo tội lỗi hoặc là phước báo mà thôi. Người nào làm thiện nhiều thì sau khi chết rồi chúng ta mang cái thiện đó để trình với Phật, làm món quà để cho chúng ta cúng dường lên cho Đức Phật. Còn người nào làm ác, quý Phật tử ơi, con quỷ vô thường nó sẽ dẫn mình đi về thế giới của ác. Và tất cả những cái ác nghiệp mình mang theo đó, chính cái ác nghiệp đó sẽ đày đọa mình trong thế giới mà chúng ta tạm gọi là địa ngục A Tỳ. Cho nên hôm nay quý Phật tử, mình đến giờ phút này rồi quý Phật tử mới quy y. Có thể cho nó là muộn, nhưng mà thật sự cũng chưa có trễ lắm. Một phút giây nào đó thôi, chúng ta sực tỉnh, chúng ta sững hồn, chúng ta quay về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Giờ phút đó cũng chính là giờ phút đáng giá ngàn vàng của chúng ta rồi. Bà cụ hôm nay 82 tuổi và tất cả những mà Phật tử cùng với bà cụ quy y, thì đó cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta đã tìm về bên bến bờ của bình yên rồi đó. Có nhiều người quy y mà đáng sợ lắm. Nhiều người cứ nghĩ rằng con còn buôn bán ở ngoài chợ, con còn hung dữ lắm, con
không giữ được cái thanh tịnh chừng nào con tốt con mới quy y. Hoặc là có người nói con còn đi làm, con còn uống rượu, con còn uống bia, con còn giao tế, con còn giao thiệp, vân vân, cho nên con không dám quy y, chừng nào con trong sạch rồi con mới quy y. Những người nào mà có những suy nghĩ như vậy, quý Phật tử ơi, chúng ta đánh mất một cơ hội rồi đó. Giống như một người mẹ dẫn con đi vào trong trường học, đứa con nó nói với mẹ rằng, mẹ ơi con không học đâu, chừng nào con biết chữ con mới học, thì đó có phải là một sai lầm không? Chính chúng ta còn có nhiều cái sai sót, chính chúng ta còn có nhiều những cái mà mình suy nghĩ nông cạn, cho nên chúng ta mới đến quy y. Quy y chúng ta mới có thể làm tốt. Giống như đứa trẻ không biết chữ, nó mới đến trường để nó học, để nó biết chữ. Mình chưa làm tốt, mình phải đến cái trường quy y Tam Bảo, để rồi chúng ta mới bắt đầu làm tốt được. Đừng có những suy nghĩ như vậy, rồi chúng ta đánh mất những cơ hội ngàn vàng của mình. Hôm nay quý Phật tử đã thực sự bước chân vào trường học, gọi là trường Tam Quy Ngũ Giới. Nơi cái trường đó, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là hiệu trưởng đó quý Phật tử à. Còn Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, những vị Bồ Tát đó chính là những thầy cô giáo để hướng dẫn cho chúng ta trên cái lớp, trên cái trường Quy Y Tam Bảo. Cho nên chữ Quy là quay trở về, chữ Y là nương tựa. Tại sao chúng ta phải nương tựa vào Phật? Phật có gì đáng giá đâu quý Phật tử? Phật nghĩa là Buddha. Tiếng Ấn Độ gọi là Buddha, người Trung Hoa phiên âm là Phật Đà. Việt Nam mình dịch là người giác ngộ, người tỉnh thức. Cho nên Phật là một sự sáng suốt, một sự tỉnh thức. Tại sao Phật đáng giá ngàn vàng? Bởi lẽ Đức Phật có một cái lòng từ bi của Đức Phật có thể làm che mát cho chúng ta. Sự sáng suốt của Đức Thế Tôn có thể soi sáng cho chúng ta trên cái nẻo đường trở về quê Phật. Ngày xưa ông Cấp Cô Độc, ông đem tất cả những vàng bạc ngọc ngà châu báu, ông lót tất cả những cái vườn ngự quyển của Thái tử Kỳ Đà để mà ông mua cho bằng được cái vườn ngự quyển của Thái tử Kỳ Đà để cúng dường cho Phật. Đức Phật còn quý giá hơn vàng nữa. Cả 10 chiếc xe vàng của Thái tử Kỳ Đà lót đầy hết tất cả những cái mà vườn ngự quyển đó, thì cho chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn còn quý hơn vàng bạc ngọc ngà châu báu nữa đó quý Phật tử. Sự sáng suốt, sự thanh tịnh và lòng yêu thương của Đức Phật đã trang trải và đã đến mang đến cho chúng ta những nguồn sáng tâm linh, mang đến cho chúng ta một thế giới bình yên. Người nào mà đi theo Phật, quý Phật tử ơi, thì phải biết yêu thương, bởi Đức Phật là đấng yêu thương, đạo Phật là đạo yêu thương, Bồ Tát Quan Âm là mẹ yêu thương. Còn quý Phật tử, chúng ta phải biết trân trọng và quay trở về nương tựa vào thế giới yêu thương. Có yêu thương thì tất cả chúng ta mới có thể bình yên được. Trong một gia đình mà tất cả mọi người yêu thương thì quý Phật tử ơi, gia đình của chúng ta hạnh phúc. Còn gia đình mà đánh mất đi hai chữ yêu thương, gia đình của chúng ta sẽ lục đục hoài, gia đình chúng ta bất an dữ lắm quý Phật tử. Vợ chồng không có sự yêu thương, không có sự thông cảm, quý Phật tử ơi, không có tôn trọng lẫn nhau, vợ chồng của chúng ta cũng đánh mất đi sự yêu thương. Cho nên trong gia đình của chúng ta cần phải làm sao có một thế giới yêu thương, có một bến bờ yêu thương để con của mình nó biết nương tựa. Con của mình nó cũng giống như chiếc thuyền nhỏ, còn cha mẹ là những bến bờ yêu thương. Nếu cha mẹ mà không yêu thương nhau, con trẻ nó không có cái chỗ để mà cho nó trở về bến đỗ yêu thương đó. Cho nên Phật là yêu thương, Phật là sáng suốt. Còn tại sao Pháp là cái gì đó quý báu? Tại vì lời dạy của Phật, quý Phật tử ơi, đáng giá ngàn vàng. Ngày xưa đó, trong cái nước Quy Tư, ngày xưa có một ông lão đó, ông đi bán một cái bài học, ông máng lên trên cây, ông cầm cái cây, ông máng cái túi vải ngoài sau cái đầu cây, ông quải lên trên vai, ông đi bán. Ông rao là tôi có một cái bài học, tôi bán 1.000 cây vàng. Ông mua, ông đi bán từ năm ông 20 tuổi cho đến năm 60 tuổi, chẳng có ai mua hết. Bởi vì một bài học nhỏ như vậy mà bán tới 1.000 cây vàng. Rồi một ngày kia, khi ông đi rao bán như vậy, nhằm cái lúc vua đang đi kinh lý, ông vua mới mời ông đến và bảo rằng bài học của ông như thế nào mà ông bán 1.000 cây vàng. Ông vua thị hiếu, ông vua tò mò, đem 1.000 cây vàng ra để mua cái bài học đó. Quý Phật tử ơi, khi đi về hoàng cung, ông vua mở cái bài học ra. Trong bài học đó chỉ có một câu mà thôi: phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Ông vua tức mình,
Ông vua lúc đó nghĩ rằng mình đã bị cái ông già này gạt rồi, có một câu mà bán tới 1.000 cây vàng. Ông giận quá, ông sai thợ viết ở trên cái vách tường của hoàng cung, cây cột của hoàng cung, cái chén của hoàng cung, cái bàn của hoàng cung, cái ghế của hoàng cung, cái câu phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Ông giận, ông khắc hết ở trong tường. Thời gian trôi qua, ông vua bị bệnh, thì quan tể tướng thông đồng với giặc định đem quân ra để mà lật đổ ngai vàng. Thì ông quan tể tướng mới sai ông quan ngự y là bỏ thuốc độc vào trong ly thuốc, trong chén thuốc, rồi cho ông vua uống cái thuốc độc đó cho vua chết, để quan tể tướng chiếm đoạt cái ngai vàng đó. Ông quan ngự y đem thuốc cho vua uống, thì khi ông vua ông cầm chén thuốc ông uống, thì ông quan ngự y ông mới nói là muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng có uống thuốc, trong chén thuốc đó có độc. Ông vua mới hỏi quan ngự y rằng tại sao khanh lại cho trẫm uống thuốc độc? Thì ông quan ngự y nói rằng là ông thừa tướng nhờ thần bỏ thuốc độc vào chén thuốc này, nếu mà bệ hạ chết thì quan thừa tướng mới gả con gái của quan thừa tướng cho thần. Cho nên vì cái chỗ mà si mê một phút, cho nên thần đã bỏ thuốc độc vào trong chén. Ông vua nói, nhưng mà tại sao khanh lại cản không cho trẫm uống? Thì ông quan đại thần mới nói rằng chính cái chỗ thần nhìn trong cái chén có cái chữ phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, cho nên thần giật mình và cản bệ hạ lại. Lúc bấy giờ ông vua giật mình, một câu 1.000 cây vàng mình mua vẫn còn rẻ, bởi vì nếu không có câu này thì mình đã chết rồi. Thì quý Phật tử thấy rằng chỉ có một câu thôi mà nó đáng giá 1.000 cây vàng. Hôm nay quý Phật tử vào trong đạo tràng này, quý Phật tử đã nghe được bao nhiêu câu, bao nhiêu lời của Phật dạy, nó đáng giá hơn cả 1.000 vàng không quý Phật tử? Cho nên đó gọi là pháp bảo đó. Trong cuộc sống, quý Phật tử không cần phải làm cái gì cho nhiều, quý Phật tử chỉ thực hành cái câu phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Quý Phật tử ơi, chúng ta đã xây dựng một gia đình, một gia đình đẹp, một gia đình yêu thương, một gia đình theo con đường của Phật rồi. Còn tại sao gọi là tăng bảo? Tăng là hình ảnh của ngày xưa, tức là thập đại đệ tử của Phật, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Phú Lâu Na, vân vân. Còn tăng hiện tại bây giờ chính là thượng tọa trụ trì ở đây và chư tôn đức tăng ni. Tăng là cái người là gạch nối giữa Phật và quý Phật tử. Chư tăng gần gũi với Phật, gần gũi với lời dạy của Phật, cho nên chư tăng là gạch nối để mang tất cả những âm thanh từ 25 thế kỷ trước thay lời cho Phật, truyền đạt cho quý Phật tử những lời dạy của người, mang đến cho quý Phật tử. Cho nên tăng là sự thanh tịnh. Tại sao gọi là tăng bảo? Tăng có cái gì quý giá hơn vàng bạc ngọc ngà hay không? Ngày xưa ở cõi nước Quy Tư, ông vua Quy Tư này có một cô công chúa đến cái tuổi cập kê cần phải kiếm chồng cho công chúa. Nhưng mà cô công chúa này không có chịu lấy chồng. Cô công chúa nói rằng chừng nào mà phụ vương thực hành cho con được 3 điều ước, thực hành cho con được 1 điều ước thì con sẽ lấy chồng. Ông vua mới hỏi công chúa, con muốn điều ước gì? Con cứ nói. Công chúa nói rằng, buôn tâu phụ vương, con muốn làm mẹ, nhưng mà con không muốn có chồng. Con muốn có con mà con không muốn làm vợ. Quý Phật tử ơi, muốn làm mẹ mà không muốn có chồng, muốn có con mà không muốn làm vợ của ai hết, thì quý Phật tử thấy cái câu đó có thể đáp ứng được hay không? Cuối cùng rồi chẳng có ai đáp ứng được cho công chúa. Rồi một thời gian, có một nhà sư từ trên núi đi xuống vào tận hoàng cung và nói rằng, muôn tâu bệ hạ, thần sẽ làm cho công chúa được tội nguyện. Vị thiền sư này nhìn công chúa xong mới nói với công chúa rằng, đêm nay công chúa ngủ, nếu mà thấy một bóng nào đi vào trong cái thẩm cung của công chúa đừng giật mình. Dặn dò công chúa chỉ có bao nhiêu, vị thiền sư trở về núi. Thì nửa đêm công chúa đang ngủ, thấy một cái bóng, và cái bóng đó nằm ụp xuống con người của công chúa. Công chúa giật mình tốt mồ hôi hết. Sáng dậy công chúa mới trình cho phụ vương mình cái giấc mơ, hồi hôm này con nằm mơ con thấy có một người đè lên mình con rồi biến mất.
Ông vua mới hỏi tất cả những cái nhà chiêm tinh, những nhà toán số thời đó, và tất cả những nhà chiêm tinh bảo rằng giấc mơ đó công chúa đã có mang. Một điều kỳ lạ, sáng hôm sau, cái tin công chúa có mang và cái tin trên núi vị thiền sư đã viên tịch. Công chúa có mang mà không có chồng, và công chúa sinh ra một người con trai. Quý Phật tử ơi, mới 8 tuổi, công chúa dẫn thái tử đi thăm tất cả những ngôi chùa. Vị thái tử đó chỉ vào hình Đức Phật và nói rằng ông đó là ai. Công chúa nói rằng đó là Đức Phật, ngày xưa làm thái tử, bỏ hoàng cung, bỏ địa ngọc để đi tu xuất gia và thành Phật. Vị thái tử 8 tuổi trả lời với mẹ mình rằng: mẹ ơi, ngày xưa ông Cồ Đàm, ông Thích Ca là hoàng tử, bỏ cung điện đi tu thành Phật, con cũng vậy, sau này con cũng sẽ thành như ông Phật ngày xưa. Đến năm 18 tuổi, vị thái tử đi tu trở thành một vị tăng nổi tiếng, và vị tăng đó được mang tên là Cưu Ma La Thập, tức là vị tăng mà đã dịch kinh Pháp Hoa, dịch tất cả các kinh điển cho thế hệ chúng ta, dịch lại những lời dạy của Phật từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Trung Quốc và từ Trung Quốc sang tiếng Việt Nam cho chúng ta đọc tụng hàng ngày. Trung Quốc đem quân qua đánh nước Quy Tư. Quý Phật tử ơi, toàn bộ tất cả quân Trung Quốc đời nhà Tần kéo qua nước Quy Tư và đánh đuổi nước Quy Tư, làm cho nước Quy Tư bại trận, vào tận hoàng cung bắt sống vua Quy Tư, bắt sống công chúa luôn. Nhưng mà không được lấy vàng bạc ngọc ngà châu báu, không được quyền cướp bóc tất cả những cái gì tài sản của dân, không giết hại một người nào hết. Đời Diêu Tần sang đánh nước Quy Tư, chiếm nước Quy Tư mà không lấy vàng bạc, không giết người, chỉ yêu cầu vua Quy Tư tặng ông Cưu Ma La Thập cho nước Trung Quốc thôi. Thì quý Phật tử thấy rằng cái ông tăng tên là Cưu Ma La Thập là một vị tăng mà ông quý hơn vàng bạc ngọc ngà châu báu. Người ta đánh nhưng mà người ta không cần tiền bạc, người ta đánh nước Quy Tư để người ta chỉ thỉnh cho bằng được ngài Cưu Ma La Thập về Trung Quốc thôi. Thì quý Phật tử thấy Phật đáng giá ngàn vàng, là ánh sáng để cho chúng ta soi đường. Pháp là lời dạy của Đức Thế Tôn giúp cho chúng ta tỉnh thức, giúp cho chúng ta đối xử với nhau một cách bình đẳng, đối xử với nhau bằng một cái tình thương của một con người. Còn tăng là sự thanh tịnh trong lòng. Quý Phật tử ơi, tăng là chiếc xe có thể chở quý Phật tử từ bồ mê sang bến giác. Tăng là gạch nối để mang về cho quý Phật tử sự sáng suốt trong tâm và lòng yêu thương tất cả mọi người. Đó chính là ba ngôi tam bảo: Phật, Pháp và Tăng. Sau khi quý Phật tử đã sám hối, quý Phật tử đã hiểu được hai chữ quy, quy y, và hiểu được thế nào là ý nghĩa của Phật bảo, ý nghĩa của Pháp bảo và ý nghĩa của Tăng bảo. Và giờ phút này đây là giờ phút trang trọng nhất, là chúng tôi kính mời Thượng tọa trụ trì sẽ truyền tam quy cho toàn thể quý Phật tử. Kính trân trọng cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là quý Phật tử đã nghe và hiểu sơ lược ý nghĩa quy y tam bảo rồi. Bây giờ đã đến giờ quan trọng, giờ phút quy y. Vậy quý vị hãy nên quỳ thẳng, chắp tay hướng về tam bảo, một lòng thành kính, lắng lòng mà nghe cho kỹ. Trên đây tôi bảo như thế nào thì quý vị nói theo như thế ấy để lãnh thọ quy y. Vậy phi Phật tử hãy lắng nghe, đọc theo thầy. Đệ tử chúng con tên là, xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quý vị xá một xá. Đệ tử chúng con tên là, xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quý vị xá một xá. Đệ tử chúng con tên là, xin suốt đời quy y Phật,
quy y pháp, quy y tăng, xá một xá. Đọc tiếp: đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, quy y Phật rồi, khỏi đọa vào địa ngục, quy y pháp rồi, khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy y tăng rồi, khỏi đọa vào bàn sanh. Xá một xá. Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, quy y Phật rồi, khỏi đọa vào địa ngục, quy y pháp rồi, khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy y tăng rồi, khỏi đọa vào bàn sanh. Xá một xá. Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, quy y Phật rồi, khỏi đọa vào địa ngục, quy y pháp rồi, khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy y tăng rồi, khỏi đọa vào bàn sanh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Lại một lại: nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý Phật tử lại Phật xong ngồi xếp bằng hướng lên chư giới sư để lắng nghe chư sư thư giải tiếp thêm A Di Đà Phật. Xin cung thỉnh đường tọa. Này các thiện nam thiện nữ, các vị đã quy y Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng chọn không quy y thiên thần và quỷ vật. Vì sao? Vì thiên thần và quỷ vật kia vẫn còn bị luân hồi sanh tử, không phải là thánh nhân xuất thế gian. Quý vị đã quy y pháp rồi, thà bỏ thân mạng chớ không quy y theo những kinh điển ngoại đạo tà giáo. Vì sao thế? Vì kinh điển ngoại đạo tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát, không mang đến cho chúng ta niềm yêu thương thoát sanh tử luân hồi. Quý vị đã quy y tăng rồi, thà bỏ thân mạng chớ suốt đời không quy y đồ chúng ngoại đạo. Vì sao vậy? Vì đời chúng ngoại đạo không phải là những người cần cầu giải thoát chứng quả tam thừa, họ sẽ dẫn dắt quý vị đi vào con đường tối tăm nguy hiểm. Quý vị đã quy y mười phương Phật, mười phương pháp, mười phương tăng rồi, thì từ đây về sau tăng ở xứ nào, chùa ở xứ nào hay nước nào cũng đều kính quý, chứ không phải chỉ kính quý ngay chùa của mình đã quy y mà thôi. Như thế mới phải là một người Phật tử hiểu biết một cách chân chính. Đến đây pháp thọ tam quy đã xong, và hoàn cảnh đặc biệt của tuổi trẻ nên chia ra có hạn định, từ 10 tuổi trở lại chỉ được thọ tam quy chứ chưa được thọ ngũ giới. Còn cháu nào từ 11 tuổi trở lên thì mới được thọ ngũ giới. Vậy các cháu từ 10 tuổi trở xuống xin ngồi im lặng. Và giờ đây chúng ta tiến hành nghi thức truyền thọ ngũ giới. Kính mời thượng tọa.
bắt đầu lễ truyền ngũ giới cho quý Phật tử. A Di Đà Phật, trước khi thọ ngũ giới, cho nên quý Phật tử phải cần biết ngũ giới là gì. Ngũ giới tức là năm điều răn cấm của Đức Phật. Người Phật tử tại gia thì phải giữ năm giới. Nhưng chúng ta muốn giữ năm giới thì mình phải hiểu biết năm giới nó là gì. Giới thứ nhất là không được giết hại chúng sanh. Giới thứ hai là không được trộm cắp. Giới thứ ba là không được tà dâm. Giới thứ tư là không được nói dối. Giới thứ năm là không được uống rượu. Đức Phật chế ra năm điều răn cấm này để cho người tại gia thọ trì tu tập. Nếu ai giữ trọn năm điều răn cấm, tức là giữ tròn nhân cách, kiếp sau khỏi đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nay tôi xin nói ý nghĩa của năm giới. Như vậy thì giới thứ nhất, không được giết hại chúng sanh. Chúng sanh đây tức là hữu tình chúng sanh, nghĩa là chúng sanh có tánh biết, tuy chỗ tạo nghiệp thọ thân bề ngoài có khác nhau, như cái tánh biết đối với người không khác. Nó cũng biết tham sống sợ chết, nó cũng biết khổ, biết vui, biết thương, biết ghét như chúng ta vậy. Người tham sống, vật cũng tham sống. Người sợ chết, vật cũng sợ chết. Vậy Phật tử không được giết chết người hay tất cả con vật vì có mạng sống, vật lớn như con voi, con bò, cho đến vật nhỏ như con gà, con vịt, con muỗi, con kiến, con vi trùng đều không được giết hại. Ta không giết hại chúng sanh, trái lại còn mua các vật như chim, cá, vân vân phóng sanh, thì hiện đời này sẽ được tăng ký, đời sau sẽ được trường thọ. Trái lại người ưa sát hại chúng sanh thì đời này sẽ bị giảm ký, mà đời sau có chịu quả báo thừa thương đau và chết yểu. Quý Phật tử thường hiểu hai chữ tăng kỷ và giảm kỷ không? Chữ tăng kỷ tức là thêm tuổi, chữ kỷ nó là chữ tuổi. Mình phóng sanh thì được tăng, tăng kỷ tức là mình thêm tuổi của mình. Còn mình ưa sát sanh thì ta gọi là giảm kỷ, tức là giảm tuổi thọ của mình. Hai vị Phật tử đã hiểu biết. Hai vị Phật xin cung thỉnh thọ nói với. Thượng tọa trụ trì đã giải thích giới thứ nhất cho quý Phật tử rồi. Giới thứ hai là không được trộm cắp. Phàm tất cả chúng ta sanh ra ở giữa cuộc đời này, ai cũng phạm giới trộm cắp hết. Trộm cắp là như thế nào? Là tất cả những vật báu như vàng bạc ngọc ngà, cho đến vật nhỏ nhặt như cây kim trái ớt, đã thuộc quyền sở hữu của người khác, tức là vật có chủ trong coi, người ta không cho mà mình lén mà mình lấy, hoặc là mình cậy thế ỷ quyền mà lấy, lường khăn tráo đấu, đi làm việc trễ giờ đều thuộc về tội trộm cắp cả. Trộm cắp có những điều hại gì? Hiện tại bị người ta tìm bắt, trói buộc, tra tấn, kìm kẹp, hình phạt khổ sở, cha mẹ buồn khổ, xã hội khinh thường, bậu bạn lánh xa, mất sự tin cậy của nhau. Sau khi chết, trở lại làm người, bị bần cùng, cơm không no, áo không đủ, hoặc có khi làm được của rồi lại bị cướp giật, nhà cháy, nước trôi, rốt cuộc cũng hoàn nghèo khổ, hoặc làm tôi tớ, làm trâu bò để đền trả nợ trước. Không trộm cắp có lợi ích gì? Không trộm cắp mà còn bố thí thì đời này, đời sau hưởng phúc giàu có, an vui, sung sướng, con cháu nhiều đời nhờ phúc thừa của ông bà cha mẹ mà được giàu sang sinh hiển. Xong nhờ sự phát tâm bố thí mà tiêu trừ lòng tham lam trộm cắp của mình. Bởi có sự lợi ích như thế nên Phật tử cần phải giữ gìn giới thứ hai không trộm cắp cho thanh tịnh. Và đây là giới thứ ba, kính mời Thượng tọa trụ trì. A Di Đà Phật, đại xin đến nói giới thứ ba. Giới thứ ba là không được tà dâm. Đức Phật dạy người Phật tử còn tại gia giữ năm giới di cấm tà dâm, là cấm chồng hay vợ không được lén lút
làm việc tà bậy, tham tâm tà bậy có hại gì, làm cho chồng hay vợ buồn khổ ghen tương. Hai là làm cho mất lòng tin cậy nhau. Ba là thân nạn gửi trên gươm đao. Bốn là gia đình dần dần sum sụp suy sụp. Năm là mắc phải tội báo, quả báo xấu về sau là chồng hay vợ hay sinh con sinh lòng lan trả. Bởi sự tà bậy có hại như thế, nếu muốn cho gia đình đầm ấm vui vẻ, muốn được tin cậy, muốn được mạng sống vững yên, muốn cho thành tựu gia nghiệp, muốn cho được tiếng thơm sạch ở đời này và khỏi bị quả báo xấu đời sau, thì nên đoạn hẳn tà dâm. Không tà dâm có lợi ích như thế, cho nên người Phật tử phải cần gìn giữ đừng cho phạm. A Di Đà Phật, xin cung thỉnh đường tọa giới thứ tư. Giới thứ ba là cái giới tà dâm mà thượng tọa đã mới truyền trao cho quý Phật tử. Thật sự ra tà dâm nó cũng không phải chỉ nằm trong khuôn khổ là có chồng có vợ rồi mà mình còn lan dạ. Chữ tà dâm ở đây, chữ dâm là một sự ham mê, ham muốn. Còn chữ tà ở đây là nó nghiêng về một bên. Quý Phật tử nhớ chữ tà là nghiêng về một bên. Tà là nghiêng về một bên, bên xấu. Thí dụ như nắng chiều tà hoặc là tà dương, tức là mặt trời nó nghiêng về hoàng hôn, nó nghiêng về bóng đêm. Cho nên tà dâm có nghĩa là sự ham mê của mình nghiêng về một bên mà không chính đáng, nghiêng về một bên mà nó mang đến nỗi khổ, nghiêng về một bên mà nó mang đến tội lỗi cho mình. Tà dâm có nghĩa là quý Phật tử, chúng tôi cũng xin thêm lời của Thượng Tọa trụ trì thôi. Tà dâm, quý Phật tử, một sự đam mê mà nghiêng về một bên của phạm giới tà dâm. Ví dụ như Phật tử nữ, tất cả chúng ta có bao nhiêu tiền, quý Phật tử ơi, mình có tiền nhiều, tức là mình có cái phúc đó. Nhưng mà mình phung phí cái phúc của mình theo cái giới tà dâm là kể như mình hoang phí cái phúc báo của mình. Ví dụ như có tiền mà mình cứ sắm giày, sắm dép hoài. Có nhiều khi một người mà 5, 7, 10, mấy, 20 đôi giày, đôi guốc, tức là mình đã phạm giới tà dâm. Mình có tiền mà mình cứ sắm quần, sắm áo. Trong tủ của mình cứ bán, mình cứ chất đầy cái tủ của mình. Như thế là chúng ta đã phạm giới tà dâm. Quý Phật tử ơi, mình phung phí cái phước của mình nghiêng về một cái bên nào đó. Có tiền mình thích đi chỗ này, mình thích đi chỗ kia, thích đi siêu thị, thích đi vào trong shop này kia để mua đồ. Phung phí cái phước báo của mình, nó cũng thuộc vào cái giới tà dâm. Điều thứ hai, quý Phật tử ơi, mình và chồng vợ với nhau, quý Phật tử, chồng mà giận vợ, so sánh vợ mình với vợ người khác, vợ giận chồng, so sánh chồng mình với chồng người khác, đều phạm giới tà dâm. Quý Phật tử nên nhớ điều đó, tà dâm là như vậy, chứ không phải là vợ có chồng rồi mà quan hệ sai lầm, hoặc là chồng có vợ rồi mà quan hệ sai lầm. Không phải nhất thiết chỉ có bao nhiêu thôi, mà chỉ cần giận vợ mà so sánh vợ với vợ người khác cũng phạm giới tà dâm. So sánh chồng mình với chồng người khác cũng phạm giới tà dâm. Còn giới thứ tư là giới không được nói dối. Nói dối là như thế nào? Là cái tâm nghĩ, miệng nói không giống nhau, ngôn hạnh không có tương ưng. Nói dối có bốn cách. Thứ nhất là lời nói của mình không chân thật. Lời nói không chân thật có nghĩa là lấy phải mà làm quấy, cho nên thấy mà nói không thấy. Lấy quấy mà làm phải, cho nên việc không thấy mà cho rằng là thấy. Đó là lời nói không chân thật. Lời nói thứ hai là lời nói thiêu dệt, nghĩa là mình trao chuốt, mình trao sữa lời nói của mình cho nó hoa nguyệt, cho nó bóng bẩy, cho nó khéo léo, để xui người buông lung tâm trí để làm việc tà bậy. Thứ ba là nói lưỡi đôi chiều, nghĩa là mình đến người này mình nói xấu chuyện của người kia, đến người kia mình nói xấu chuyện của người này, mà gây xung đột cho cả hai, khiêu gợi sự đấu tranh, làm cho ân ái chia lìa. Thứ tư là ác khẩu, có nghĩa là nói lời thô ác, mắng nhiếc quỷ nhục, làm cho người lửa giận tức bốc lên cho đến có mặt thì khen, vắng mặt thì chê, ở trước mặt thì cho là phải, sau lưng mình cho là trái, hoặc nói ra những chuyện dở xấu của người đều là về lỗi nói dối cả.
Vì nói không chân thật nên hiện đời mất lòng tin cậy của nhau, không thể lập nên công nghiệp vĩ đại, khi chết đọ vào ba đường ác chịu nhiều đau khổ. Không nói dối có lợi ích gì? Không nói dối, tâm nghĩ miệng nói hòa hợp lẫn nhau, sao khỏi ăn năn, ở đời được mọi người tin cậy. Nhiều đời sau thân tốt trang nghiêm, tướng lưỡi rộng dày, bởi có sự lợi ích như thế nên Phật tử lúc nào cũng cần phải nói lời chân thật, thì phước báo của chúng ta về đời này về đời sau không có những cái tướng xấu ở môi và miệng. Đó là giới thứ tư và giới thứ năm. Kính mời Thượng Tọa trụ trì. Giới thứ năm là không được uống rượu, là không được uống những thứ rượu say mê người. Rượu say dù một giọt nhỏ cũng không nên uống, tự mình uống tội còn nhẹ, mà nài ép người khác uống tội rất nặng. Tại vì thuốc độc uống vào thì chết ngay, xong chỉ giết có một mạng người mà thôi, còn ít độc hơn là rượu. Vì rượu là một thứ, rượu làm cho người cuồng tâm, mất giống trí huệ, gây nên đầy tội lỗi, chết đi sống lại nhiều kiếp. Nên rượu là món độc hơn là thuốc độc. Rượu lại là nhân sanh ra các tội lỗi. Thở xưa có một cư sĩ phạm với rượu say xưa, mà các giới đều phạm cả. Uống rượu không phải là sát hại, không phải là trộm cắp, song trong kinh Đức Phật có dạy rằng uống rượu say có 10 điều tội lỗi. Thứ nhất là tâm tán loạn, của cải bị rơi mất. Thứ hai là thân sanh ra bệnh tật. Thứ ba là tăng trưởng lòng giết hại. Thứ tư là tâm sân hận bừng bốc, ưa sanh sự tranh đấu. Thứ năm là trí huệ kém dần. Thứ sáu là phước đức ke tiêu mòn. Thứ bảy là sự nghiệp chẳng thành. Thứ tám là nhiều sự buồn khổ. Thứ chín là khổ nhục cha mẹ vợ con. Thứ mười, thân hoại mạng chung sẽ đọa vào địa ngục, chịu khổ đời đời ngu tối. Không uống rượu có lợi ích gì? Không uống rượu tức là trái lại những điều tai hại vừa nói ở trên, tức là 10 điều tội lỗi đó, vừa mới kể qua đó. Nếu mình không uống rượu thì nó trái lại những cái lời đó. Phật tuy cấm các thú rượu làm say xưa người, song cũng có khai cho khi nào bệnh nặng uống thuốc không lành, mà thầy thuốc bảo cần phải có rượu dầm uống bệnh mới lành thì được tạm dùng, đến khi mạnh thì không dùng nữa. Trước khi uống thì phải bạch cho chúng tăng được biết, dạy người biết giữ năm giới và được những sự lợi ích như thế. Người không biết giữ năm giới có tác hại như thế. Nay tôi giảng qua để cho quý vị hiểu mà lãnh thọ. Này các thiện nam thiện nữ, trước quý vị đã thọ tam quy, nay tôi sẽ trao pháp cho quý vị năm giới này là cội gốc cho giới sa di, giới tỳ kheo, giới bồ tát cho đến vô thượng bồ đề. Ví như bốn cấp từng lầu thì phải xây từng dưới cho chắc mới xây từng thứ hai và thứ ba thứ tư được. A Di Đà Phật, xin cung kính đó. Các thiện nam tín nữ, trước đã trao tam quy tam kiết cho quý vị, giới thể đã được châu viên. Bây giờ chúng tôi sẽ trao giới tướng. Các vị phải thành tâm chú ý nghe cho kỹ mà lãnh thọ, nhưng phải xét trước và định trước. Nếu giới nào có thể giữ được thì khi tôi hỏi quý vị nên trả lời mô Phật giữ được, phải nói cho lớn lên. Còn giới nào giữ không được thì im lặng. Phải lượng sức mình mà lãnh thọ mấy giới cũng tốt, chứ không bắt buộc phải giữ cho đủ năm giới. Quý Phật tử hiểu chưa? Có nghĩa là cái giới nào mà mình giữ được
thì quý Phật tử cứ nói mô Phật con giữ được, thiệt lớn lên trước mặt Phật. Còn giới nào mà mình không giữ được, mình còn hơi ngần ngại, hơi lưỡng lự thì mình chỉ im lặng thôi. Khi mà mình đã nói giữ được rồi thì mình đã hứa trước Phật, thì dứt khoát cái giới đó mình phải giữ cho bằng được. Mình đừng có phạm cái tội là nói dối với Phật nữa. Phật tử hiểu không? Quý vị bắt đầu quỳ thẳng lên, chắp tay thành tâm mà lãnh thọ giới pháp. Chúng tôi nhắc lại, khi mà chúng tôi nói cái giới nào, quý Phật tử thấy mình, cái sức của mình giữ được, thì quý Phật tử trả lời thật lớn là mô Phật giữ được. Còn giới nào mà mình thấy mình chưa giữ được thì im lặng. Giới thứ nhất, từ nay đến suốt đời không được giết hại chúng sinh, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy các vị có thể giữ được không? Giới thứ hai, từ nay đến suốt đời không được gian tham trộm cắp, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ ba, từ nay đến suốt đời không được tà dâm, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy các vị có thể giữ được không? Giới thứ tư, từ nay đến suốt đời không được nói dối, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy các vị có thể giữ được không? Giới thứ năm, từ nay đến suốt đời không được uống rượu, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy các vị có thể giữ được không? Có Phật tử nào trong năm giới mà im lặng hết không? Có không? Tốt lắm, các giới tử đã thọ giới rồi. Vậy từ đây về sau suốt đời phải tự giữ gìn cho thanh tịnh, dầu gặp phải nhân duyên mất mạng cũng không nên quỷ phạm. Nếu bền lòng giữ gìn thì đời đời qua lại chốn nhân thiên, sớm thành Phật quả. Do nhờ công đức trì giới này mà khỏi đọa trong ba đường dữ, khi mạng chung được sanh về nước Cực Lạc. Nếu nhất tâm niệm Phật, quý vị đã thọ tam quy và ngũ giới xong rồi. Bây giờ quý vị nên đồng đứng dậy lại tạ Tam Bảo. Kính trân trọng cung thỉnh Thượng Tọa xướng. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Ái Chung Bồ Tát. Quý tử lại một lại, lại một lại xong, quý tử ngồi sắp bằng nghe giới sư dạy thêm A Di Đà Phật. Thầy đã dặn này, các thiện nam thiện nữ thì quý Phật tử phải mô Phật cho lớn lên, cho nó hùng biện và có một cái tập thể vững vàng. Cho nên Phật tử vậy ta nói ăn cơm có canh là tu hành có bạn. Hôm nay bạn lữ đông mà niệm Phật yếu xìu, thành ra phải không, đâu có hùng biện đâu. Bây giờ thầy nói nè, này các thiện nam thiện nữ, vậy mới hùng biện. Này các vị đã quy y thọ giới rồi, vị thường xuyên nhớ Phật, niệm Phật, chán cõi ta bà này là nhiều khổ, cầu sau khi mạng chung thần thức sanh về thế giới Cực Lạc A Di Đà, liên hoa hóa sanh, sống mãi không già, không bệnh, không chết nữa. Theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Đà đã đương chờ đợi tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc.
nếu ai thành tâm chuyên niệm danh hiệu của Ngài. Vậy mỗi vị là cần phải có một sâu chuỗi, chuỗi tay cũng được mà chuỗi trường cũng được. À, thì cho nên á, mình có sâu chuỗi thì đang hằng ngày mình nhớ niệm Phật. Như quý thầy ha, sâu chuỗi à, đó. Vậy đó cần nhớ rằng mà niệm Phật ha, mỗi một ngày một đêm thì ít nhất là một chàng. Một chàng thì có 108 tiếng nữa không? Một ngày một đêm là người ít nhất đó. Thì cho nên mình ngồi mình nán lại chừng 10 phút là sẽ có một chàng, có một chàng chuỗi niệm Phật rồi. Thì cho nên á, xưa đó, các tổ hồi xưa đó, mình niệm Phật càng nhiều thì càng tốt. Nhưng mà hồi xưa thì công chuyện nó không có ràng buộc bận biểu như bây giờ. Hồi xưa người nông dân thì mà ban ngày thôi, ban đêm thì nghỉ ngủ à. Nhưng bây giờ mà mình mận ban ngày không đủ mà tranh thủ là tới ban đêm nữa. Thành ra cho nên mới nhắc là niệm ít nhất là một chàng. Thì cho nên Phật tử hãy gắng cố gắng cho nên niệm Phật nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng mà tổ xưa nói ngọc ma mi gieo vào nước đục, nước đục sẽ trở thành trong. Câu niệm Phật gieo vào tâm của chúng sanh thì tâm của chúng sanh chức tức trở thành tâm Phật. Cho nên mình cái tâm mình bị ràng buộc rồi, ban ngày làm không đủ, tranh thủ làm tới ban đêm thì tâm lúc nào cũng ràng buộc. Cho nên ta gọi là tâm của chúng sanh. Cho nên mình muốn trở lên tâm Phật thì cho nên phải cần niệm Phật cho nhiều. Cho nên tổ xưa Ngài có nói là ngọc ma mi gieo vào nước đục, nước đục sẽ trở thành trong. Câu niệm Phật gieo vào tâm chúng sanh thì tâm chúng sanh sẽ trở thành tâm Phật. Cho nên trong kinh có câu: Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu nhân niên. Có nghĩa là chớ chờ đến già rồi mới niệm Phật, mồ quan ở ngoài đồng nó phần nhiều là tuổi trẻ. Quý vị đã xong đã quy y thọ giới rồi là phải thực hành theo lời Đức Phật dạy, nguyện trừ bỏ các điều dữ, nguyện tu các việc lành để trở nên người Phật tử chân chánh. Các vị trước kia chưa quy y thì gọi đàn ông là thiện nam tử, đàn bà thì gọi là thiện nữ nhân. Bây giờ quý vị đã quy y rồi, đàn ông thì gọi là u bà tắc, người đàn bà gọi là u bà di. Người đàn ông gọi u bà tắc tức là người phụng sự tam bảo, ở gần gũi tam bảo để phụng sự tam bảo. Người đàn bà gọi u bà di tức là người gái gần gũi để phụng sự cho tam bảo. Các Phật tử từ đây trở đi, quý vị phải nên tinh tấn siêng năng học hỏi giáo lý của nhà Phật, rồi y theo đó mà tu hành để bòn mót phước lành, làm cái nhân tốt, về đời sau sẽ trở thành Phật quả. Từ đây trở xa về sau, quý vị nên tránh sự sát sanh. Quý vị phải tập ăn chay ít nhất một tháng là hai ngày. Hồi đó giờ chưa quy y, chưa biết ăn chay. Bây giờ tập ăn chay mỗi tháng hai ngày, rồi dần dần lên bốn ngày, rồi từ từ lên sáu ngày, rồi tới mười ngày, dần dần. Quý vị thường ăn chay thì mỗi ngày thì mình thường chay mặn gì cũng vậy, phải cho nên nhớ rằng nên kiêng cử hành hẹ tỏi nén thịt trâu và thịt chó vân vân. Vì các thứ ấy Phật tử ăn vô không tốt, sẽ sanh con ngu tối, có chỉ có hại chứ không có lợi, nên cố gắng mà gìn giữ. Cho nên những cái hành hẹ tỏi nén là cái chất kích thích, nó làm cho tâm trí của mình sanh đứa con mình ra đó, nó sẽ u tối. Cho nên khuyên mình nên gìn giữ, đừng có ăn như thịt trâu thịt chó cũng vậy, làm cho con mình nó u mờ, thành ra không tốt. Cho nên trong luật kêu mình phiên giữ đừng ăn. Phật tử hãy đến chùa lại Phật sám hối mỗi tháng hai ngày, chiều 14 và 29, tháng thiếu thì 28,
khi hoặc là nghe kinh gán ít nhất học 10 bài Phật học phổ thông lớp trong cái lớp sơ đẳng để mới hiểu bổn phận là người Phật tử tại gia mà hành trì. Khi vào chùa quý Phật tử phải cần nên nhớ đừng có mang giày dép vào chánh điện vì sợ mang đồ dơ bẩn vào chùa mà có tội. Để cho tỏ lòng cung kính, vào chùa thì phải y phục sạch sẽ và chỉnh tề. Nếu thuận tiện ở nhà Phật tử nên cần lập một cái bàn Phật để thường ngày chiêm ngưỡng và lại Phật tụng kinh cho tăng trưởng phước lành. Cách thờ cúng hay là tụng niệm như thế nào cho đúng phép thì Phật tử phải nên xem cuốn Phật học phổ thông khóa thứ nhất hoặc là đến quý thầy hỏi, quý thầy sẽ chỉ hướng dẫn cho nên mình phải thờ Phật hoặc là lễ Phật hoặc là tụng kinh như thế nào ở tại gia của mình đó. Thì cho nên trong này có chỉ là mình kiếm thỉnh cuốn Phật học phổ thông khóa thứ nhất hoặc là hỏi quý thầy. Cho nên quý thầy hướng dẫn cho. A Di Đà Phật, xin cung kính thượng tọa. A Di Đà Phật, thượng tọa trụ trì đã nói cho quý Phật tử nghe về vấn đề của người Phật tử sau khi chúng ta đã quy y và thọ trì ngũ giới. Chúng tôi xin tiếp lời với thượng tọa là khi mà chúng ta còn ở ngoài chưa có bước chân vào cái con đường làm người Phật tử thì mình gọi là con trai thiện nam tử, người nữ gọi là thiện nữ nhân. Và bây giờ mình đã quy y giữ gìn năm giới rồi thì con trai là ưu bà tắc, có nghĩa là một cận sự nam, là người con trai gần gũi để mà phụng sự lo lắng cho Phật, Pháp và Tăng. Còn người nữ thì gọi là ưu bà di, cận sự nữ, là người phụ nữ gần gũi với Tam Bảo, lo lắng cho Phật, Pháp và Tăng. Và khi chúng ta đã quy y rồi thì quý Phật tử nên phát lòng ăn chay để thể hiện cái lòng yêu thương của mình, để mà phát huy cái giới thứ nhất không sát sinh hại vật. Ăn chay có nghĩa là không phải để trả nợ cho Phật, không phải để trả nợ cho những lời hứa, lời nguyện cầu. Ăn chay không phải để trao đổi với Phật về cái hoàn cảnh gia đình của mình. Ví dụ như con nguyện con thi đậu, con ăn chay 3 ngày, hoặc là giái cho má của con hết bệnh, con ăn chay 1 tháng. Ăn chay không phải để trao đổi với Phật, mà ăn chay vì chúng sinh. Như theo lời thượng tọa trụ trì đã nói đó, thì chúng sinh đó, cái thân nó nhỏ hơn mình, nhưng mà sự tham sống sợ chết nó giống hệt như mình. Cho nên ăn chay có nghĩa là vì trân trọng nụ cười của tất cả những chúng sinh khác. Cho nên mình ăn chay ở đây có nghĩa là buổi ăn của mình không có vị mặn, máu và nước mắt của chúng sinh, cho nên còn gọi là ăn lạc. Quý Phật tử trong mâm cơm của mình, thường thường quý Phật tử thấy rằng còn thể là sự dãy dụa, sự đau đớn của những chúng sinh. Bây giờ mình tập lần, mình ăn chay để cho cái tâm của mình nó không có vướng đi những cái vị mặn, máu và nước mắt của chúng sinh. Quý Phật tử thấy rằng mình lên, mình ngồi, mình ăn cơm mà ngày đó biết bao nhiêu chúng sinh phải dãy dụa. Thì nói ví dụ như bây giờ mình ra chợ mình mua một con cá lóc thì nó phải chết trước khi mình ăn là 7 lần. Mình mua người ta đâm sợi dây qua cái họng của nó là nó đã chết 1 lần rồi. Là mình xách cái sợi dây má cái họng đó mình xách đem về nhà. Rồi mình lấy cái cán dao mình đập vào đầu nó là chết lần thứ 2. Rồi quý Phật tử đánh dậy nó là chết lần thứ 3. Mình mổ bụng, mình làm ruột, mình làm mang chết lần thứ 4. Mình cắt nó ra thành từng khoanh chết lần thứ 5. Mình bỏ nó vào trong cái nồi đất, mình kho nó lên là chết lần thứ 6. Và cuối cùng đưa vào trong miệng của mình nhai nát cái thân thể của một chúng sinh là chết lần thứ 7. Thì quý Phật tử nếu mà mình ăn mặn thì quý Phật tử ơi, cái bao tử của mình sẽ trở thành nghĩa trang tập thể. Và hàng ngày tất cả chúng ta cứ tận liệm, cứ hạ nguyệt muôn ngàn thân xác của những đứa em vô tội. Cho nên chúng ta cần phải phát tâm ăn chay là như vậy. Ăn chay thì phải ăn cho thật tình, đừng ăn qua loa. Thí dụ mình phát tâm ăn chay 1 tháng 2 ngày thì mình ăn cho thật tình. Ăn chay cũng giống như là những buổi ăn khác của mình, đừng qua loa, đừng liếm láp. Ví dụ như bây giờ mình nấu đồ mặn cho gia đình mình ăn, còn mình ăn chay mình không còn cần lo lắng. Bới miếng cơm, gắt miếng muối tiêu, lột một trái chuối vô mình ăn như vậy. Mình không phạm giới sát sinh, nhưng mà mình đã phạm giới sát sinh. Mình không giết con vật mà mình tự đã giết mình rồi, quý Phật tử. Cho nên có đôi khi mình ăn chay mà mình không hiểu thì mình cũng vẫn phạm giới như thường.
Cho nên Thượng tọa trụ trì đã nói cho quý Phật tử nghe như thế, để cho chúng ta hiểu rõ người Phật tử quy y thì cần phải ăn chay để giữ gìn cái tâm từ bi của mình. Còn đây là ý nghĩa và công dụng của cái phái quy y. Quý Phật tử, đây là cái phái quy y. Cái lòng phái quy y tức là một cái giấy chứng nhận cho quý Phật tử. Tức là người nào có cái lòng phái này, có cái tên, tên đời và có tên đạo, tức là Đức Phật đã tặng cho mình, đã mang đến cho mình một cái tên đạo là tên của Phật đặt. Mình có cái lòng phái quy y này, tức là cái giấy chứng nhận quý Phật tử đã bắt đầu nhập vào hộ khẩu với Đức Phật, để rồi tất cả chúng ta đều là con của Phật, để sau này khi mà mình lâm chung, mình có chết thì mình đã có hộ khẩu với Phật rồi, thì lúc bấy giờ mình không còn sợ hãi trong thế giới bên kia nữa. Cho nên cái phái quy y này là một cái bằng chứng, là một cái giấy để chứng nhận cho mình, chứ không phải cái điệp quy y là một cái bùa để mà trừ tà yếm quỷ. Nhiều khi quý Phật tử đã hiểu sai cái lòng phái quy y này là bùa chú, rồi mình cứ mang theo ship nó nhỏ nhỏ rồi mang theo trong mình, nhiều khi chết để liệm vào trong cái hòm nữa là sai. Cho nên cái lòng phái quy y này không phải là bùa chú để trừ tà yếm quỷ. Cho nên chúng ta cần phải làm một cái khung, rồi chúng ta dán vào trong cái điệp quy này một tấm hình. Quý Phật tử phải treo lên trên chỗ nhà của mình, chỗ nào mà quý Phật tử thường ra vào và thường thấy. Bởi vì cái công năng của nó là nhắc nhở chúng ta. Mỗi lần quý Phật tử khi chúng ta có cái gì mà nó giận hờn với nhau, quý Phật tử nhìn lên trên cái vách tường thấy điệp quy của mình, quý Phật tử tự mình dừng chân lại, dừng cái tâm mình lại, để rồi mình không phạm vào cái giới sát, hoặc là không phạm vào cái giới trộm cắp. Cho nên đó, cái này là cái ý nghĩa của nó, giúp cho chúng ta nhắc nhở, chứ không phải là bùa chú. Thứ hai nữa, cái điệp quy y này không phải là một vị thần ban ơn gì giáng phước. Quý Phật tử đừng có nghĩ cái điệp quy y này có nghĩa là mình phải giái, mình cầu, mình gian, mình xin để cho cái điệp quy y này tặng cho mình một phước, ban cho mình một cái điều phước, điều lành nào. Cho nên cái điệp quy y này chỉ là một cái bằng chứng ghi lại ngày tháng năm quý vị đã bước vào con đường của Phật. Quý vị đã cải ác tùng thiện, quý vị đã xả tà quy chánh, đi theo con đường Phật. Vậy quý vị nên làm cái khuôn kiến treo chỗ nào thường ra vào và thường trông thấy nhất. Lòng phái này có công năng nhắc nhở quý vị mỗi khi làm điều gì sai quấy. Như khi quý vị muốn giết một con gà hay một con vật để ăn, quý vị phải nhìn thấy cái này liền tức khắc nhắc nhở cho quý vị rằng mình đã quy y thọ giới rồi, mình đã hứa với Tam Bảo rồi, mình không làm những việc tội lỗi như thế này nữa, thì quý vị sẽ không dám sát sinh nữa. Nói tóm lại, cái lòng phái này chỉ có công năng nhắc nhở quý vị bỏ các điều ác, làm tất cả những điều lành. Khi trăm tuổi già cũng không cần phải đốt đem theo, vì việc ác quý vị không có chừa, thì dù có đem theo 100 cái điều quy y này cũng không có thể sạch đi những cái điều ác của mình đã làm. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất, phải cố gắng bỏ các điều dữ, làm các điều lành, siêng năng niệm Phật. Thứ hai, cố gắng học hỏi giáo lý cao siêu của Đức Phật. Thứ ba, phải ăn chay mỗi tháng ít nhất là 2 ngày để trưởng dưỡng lòng từ bi của người con Phật. Phước thứ tư, nên cử tiên hành hẹ tội nén kiệu thịt trâu và thịt chó vân vân. Hành hẹ tội nén nó không phải là tội sát, nhưng mà mình ăn những chất mà nó có kích thích cay nồng, nó làm cho tâm của con người dễ nóng nảy, dễ sân hận. Cho nên tất cả chúng ta cần phải kiên cử những thứ này. Điều thứ năm, phải treo cái lòng phái này vào chỗ thường thấy nhất, chỗ ra vào mà chúng ta dễ thấy. Đến đây, quy y thọ giới đã xong rồi, quý vị nên chắp tay để tề chỉnh, để cùng với chúng tôi hồi hướng. Thọ giới công đức thù thắng hành, vô biên năng phước giới hồi hương, vô nguyện pháp giới chư chúng sanh, tổng gian vô lượng quang Phật xa, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liêu, vô nguyện tội chuông
Thệ đại thừa Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cửu pháp liên hoa di phù màu hòa khai kiến bất ngộ vô sanh bất tôi Bồ Tát di bàn lự nguyện di tự công đưa phổ cập mư nhất thiết ngà đăng giữ chúng sanh giải công thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện Tam Bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát thinh văn Phạm Dương Đế Thích Tứ Thiền Vương Trung Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Chư Thiện Thần Đồng Thị Gia Hộ. Từ thời Việt Nam Quốc Cần Thơ thành phố Cái Răng quận Lê Bình Phường Yên Thượng khu vực Đệ Nhất Tô Cư Cung Tựu Long An Tư Trụ Phùng. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm Giáp Ngọ, toàn thể quý Phật tử Trần Thị Úc, tự là Đặng Thị Nguyên, hành canh 682 tuổi, Kiều Thị Chính, tự là Kiều Thị Chính, hành canh 73 tuổi, Kiều Thị Mười, tự là Kiều Thị Dung, hành canh 68 tuổi, Kiều Thị Thúy Liễu, hành canh 66 tuổi, Nguyễn Thị Kim Loan, hành canh 39 tuổi, Kiều Thị Việt, hành canh 44 tuổi, Nguyễn Thị Kim Phụng, hành canh 37 tuổi, Nguyễn Thị Kim Cương, hành canh 35 tuổi, Nguyễn Thị Kim Tuyến, hành canh 33 tuổi. Toàn thể Phật tử viên phát nguyện quy y Tam Bảo, nguyện đem công đức này hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ, thượng bảo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ. Thư nguyện hiện tiền cho Phật tử tội diệt phước sanh căn lành thêm lớn, tật bệnh tiêu trừ tiêu tai thoát nạn, giới thể được châu viên Bồ Đề tâm tăng trưởng, chi tánh thường minh đạo tâm bất thối, điều lành đem tới điều dữ tống đi, gia đình hưng thạnh sở trụ phong nhiêu tùy tâm an nguyện. Xuân đa cái khánh hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh ba phước, phổ huyện âm siêu dương thành, hay hạ thành pháp giới chúng sanh đông thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tự quy Phật đường nguyện chúng sanh vạn vô thường tâm, tự quy Phật đường nguyện chúng sanh tham nhập kinh tạng, trí huệ như ở hải. Tự quy tăng ơi đường nguyện chúng sanh, thống ly đại chúng nhân thiết vô ngại. Cũng thỉnh chư tôn hồi nghệ tổ đường, băng chuông cổ cử ba hồi chuông trong bát nhã. Mời quý Phật tử đứng lên, chúng ta đi xuống dưới tổ đường.
cũng thân chư tôn thứ đệ tấn bang. Chư tâm đánh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị tô sư tam bái. Cung thính chư tôn phân lập lưỡng ban cầu giới tử tụ ban. Chư tâm đánh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị tô sư tam bái. Quý vị Phật tử lại ba lại, vì lại ba lại, quý vị quay qua bàn bàn chai đường. Thỉnh chư tôn uy ban an tọa, cung thỉnh vị vị thượng tọa giới sư an tọa nơi chuẩn đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng, chúng con thật vô cùng hoan hỷ, không biết có phúc duyên gì mà hôm nay được đầy đủ nhân duyên đến trước Tam Bảo, được chư tôn đức từ bi đăng đàn truyền trao quy giới cho chúng con, làm cho chúng con tinh thần được vui vẻ, mạnh khỏe và tâm khai, trí mở, và đã làm vơi đi phiền não phần nào. Chúng con vô cùng cảm động nhận thấy chư tôn đức vì lòng từ bi thương xót chúng con, quý ngài không từ khó nhọc ban bố phước lành cho chúng con. Nhờ đó mà giờ đây chúng con được tam quy tròn đủ, giới thể châu viên. Chúng con không biết lấy chi mà đền đáp công ơn chư tôn đức. Vậy, chúng con xin đệ đầu bái tạ quý ngài và nguyện suốt đời giữ tròn giới thể, tinh tấn tu hành để khỏi phụ công ơn quy y chuyển giới của chư đức tôn đức. Chúng con cũng xin thành tâm cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ, chư tôn đức được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh, hôm nay con xin được phép đại lao cho thượng tọa trụ trì có đôi lời cùng với toàn thể gia đình nhân cái ngày gia đình đã tìm về bên Bến Giác để mà nương tựa Phật Pháp Tăng. Như hồi sáng đến bây giờ thì gia đình đã nghe chư tôn đức đã dạy cho quý Phật tử về tam quy và ngũ giới rồi. Thì tam quy, quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật. Ở đây không phải là chúng ta quy y rồi quý Phật tử không được quyền quy y thiên thần quỷ vật, có nghĩa là không phải là chùa miếu đình đền gì đó chúng ta không đến. Không phải. Thiên thần tức là tà thần quỷ vật. Tà thần là gì? Là suy nghĩ của mình tà. Còn quỷ vật là gì? Là việc làm của mình sai. Mình đã quy y Phật rồi, tức là mình làm sao cái tâm của mình phải như Phật và việc làm của mình cũng phải như Phật. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình đã quy y rồi, không được đi đến cái miễu này, không đi đến cái đền của ông kia. Sai rồi. Mình vẫn được quyền đi. Thầy nói ví dụ như bây giờ đó là đi lên núi Bà, đi lên núi Cấm, cái chuyện đó bình thường. Mình không quy y thôi, nhưng mà mình có quyền đến đó. Mình không có quyền bác người ta, không có quyền chê người ta. Thầy nói ví dụ như trong một xóm đi, cha của mình làm ông thầy giáo, rồi hàng xóm của mình là những người như vậy, thì mình đi ra hàng xóm, mình chào một cô đó, chào cái chú đó, chẳng lẽ sai sao? Cho nên mình đi đến đình thờ miễu, mình có quyền chào. Quý Phật tử nhớ nha, đừng có nghe lời người ta nói mình là Phật tử rồi, tại sao mình chào miễu bà, hay là mình chào cái đền thờ Trần Hưng Đạo? Mình làm được hết. Mình chào là gì? Đó là thể hiện cái lễ nghĩa của một người con Phật thôi. Mình chào người ta chào lại mình thôi, chứ chẳng có gì hết. Quý Phật tử hiểu điều đó, chứ không phải là tà thần quỷ vật, có nghĩa là mình bài bác người ta, mình nói là cái đền thờ đó, cái chỗ đó không đến đi, cái chỗ đó là tà, chỗ đó là xấu. Đừng chê cái chỗ như vậy nghe quý Phật tử. Sai, sai cho người con Phật của mình. Quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo ở đây không phải là Tin Lành, không phải là Thiên Chúa, không phải là những đạo khác. Quý Phật tử nhớ điều đó. Tất cả chúng ta thường hiểu sai là mình đã quy Phật, không quy ở ngoại đạo, tức là không theo đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, đạo gì đó. Sai.
ngoại đạo ở đây là gì? Mình là người con Phật rồi, mình không được quy y ngoại đạo. Chữ ngoại là ngoài, chữ đạo là đạo đức. Là một người con Phật rồi, tất cả chúng ta không được quyền đi theo hoặc làm hoặc suy nghĩ hoặc nói một cái gì đó ngoài đạo đức của chúng ta. Chứ không phải là tin lành Thiên Chúa gì cả. Quý Phật tử nhớ điều đó. Là một người con Phật rồi, Phật đạo là gì? Là một thương hiệu. Thiên Chúa là gì? Một thương hiệu. Tin lành là gì? Một thương hiệu. Đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Hồi Giáo, đạo Ấn Giáo, đó là những thương hiệu. Quý Phật tử hiểu không? Rồi cái mà đạo đức của mình là gì? Thầy nói ví dụ là một bến xe. Phải không? Một bến xe, đó là nơi, là bến đỗ của bình yên, là bến bờ của đạo đức. Mình đi theo đạo Phật là mình đi chiếc xe mang thương hiệu Phật đạo. Còn người ta đạo Thiên Chúa mang thương hiệu là Công giáo, mang thương hiệu là Tin lành, mang thương hiệu là Hồi giáo, Ấn giáo. Người ta đi lên chiếc xe đó. Nhưng mà cuối cùng rồi quý Phật tử ơi, mình cũng đến bến bờ của đạo đức, hiểu không? Cho nên mình là người con Phật, không được quyền chê đạo này chê đạo kia là sai. Không được quyền chê. Thầy nói giống như bây giờ bến xe Cần Thơ của mình đi, có Phương Trang, có Mai Linh, có Thành Bưởi, có đầy đủ tất cả những phương tiện đó, nhưng mà đều gặp nhau trong xa cảng miền Tây hết, đúng không quý Phật tử? Đâu có sai một chỗ nào đâu. Cho nên mình đi lên chiếc xe mang thương hiệu đạo Phật cũng đến bến bờ đạo đức. Người ta đi lên chiếc xe mang thương hiệu Tin lành cũng đến bến bờ đạo đức. Mang cái thương hiệu Công giáo, người ta cũng bến bờ của đạo đức, hiểu không? Mình đừng ngồi trên chiếc xe Phương Trang mình chê cái người ngồi xe Mai Linh, cũng đừng chê người ngồi trên xe Thành Bưởi, vì tất cả chúng ta đều gặp nhau trong xa cảng miền Tây là bến bờ của đạo đức. Đó cho nên đó, mình quy y Phật không quy y ngoại đạo tà giáo, có nghĩa là không được quyền đi ngoài đạo đức của con người. Mình quy y Phật rồi mà mình còn bất hiếu với cha mẹ là mình đã đi theo ngoại đạo rồi đó. Phải không? Mình làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc, tức là mình đã quy ngoại đạo tà giáo. Tà giáo là gì? Là những cái điều mà mình suy nghĩ sai lầm. Chữ giáo là dạy đó quý Phật tử. Tà giáo là những cái lời dạy của mình làm cho mình đi xuống theo một chiều về tâm tối. Chữ tà thầy nói rồi, đi về tâm tối. Tà giáo là một lời, một sự chỉ dẫn, một sự mách bảo mà làm cho con người của chúng ta đi về sự tối tâm. Phải không? Ví dụ người ta nói là con phải hiếu thảo với cha mẹ, đó là lời nói tốt, đúng không? Nhưng mà người ta, mình cứ vì cái sự xúi bảo của một người bạn xấu, mày về mày cải tủ, mày lấy tiền ba má mày đi, mà mình làm theo điều đó, tức là tà giáo. Quý Phật tử hiểu của đó không? Chứ tà giáo không phải là những cái tôn giáo mà mình cho là tôn giáo đó là tà, tôn giáo đó là chánh. Không phải. Tất cả những tôn giáo đều là chánh cả. Tôn giáo nào cũng hướng dẫn tất cả con người về bến bờ của đạo đức cả. Tà hay không là do tâm của mình đó quý Phật tử. Thầy nói ví dụ như quý Phật tử đi theo đạo Phật rồi, mình đi theo đạo Phật nè, mà ví dụ vô mình cầu nguyện, hôm nay con dâng một dĩa trái cây, con cầu nguyện mẹ Quan Âm làm cho con gia hộ cho con bán nhà cho lẹ, mình đã tà giáo rồi đó. Hiểu không? Bồ Tát Quan Âm, mình đừng có đánh đổi một cái dĩa trái cây để mình cầu nguyện cho mình bán nhà cho sớm, mình cầu nguyện cái gì đó, mình cầu nguyện này nọ kia, tức là mình đã tà giáo. Chứ không phải tà giáo là những cái tôn giáo ngoài đạo Phật của mình. Nhớ, mình quy y rồi mà mình có suy nghĩ đó, mình đã là ngoại đạo, mình đã là tà giáo rồi đó. Quy y tăng không quy y thầy tà bạn giữ. Thầy tà có nghĩa là gì? Tâm tà. Bạn giữ là gì? Hành động giữ. Có nghĩa là mình quy y tăng rồi mà cái suy nghĩ của mình sai, từ suy nghĩ sai mình có những hành động sai, đó là thầy tà bạn giữ. Chứ cái người mà tà rồi đâu có làm thầy mình được, cái người giữ đâu có làm bạn của mình được, quý Phật tử hiểu không? Cho nên thầy tà là suy nghĩ của mình sai, bạn giữ là việc làm của mình không đúng, có nghĩa là thầy tà bạn giữ. Cho nên quý Phật tử đã quy y Tam Bảo như thế thì quý Phật tử phải cần hiểu thêm như vậy để chúng ta trưởng dưỡng cái tâm của mình. Quý Phật tử ơi, con đường của chúng ta sống, con đường của chúng ta đi nó cận kề dữ lắm, khoảnh khắc của mình. Có nghĩa là con quỷ vô thường nó không có nương, nó không có cái bằng là nó không có từ bỏ một ai, nó không thiên vị một ai hết. Người trẻ nó cũng thích mà người già nó cũng thích. Người trẻ nó dẫn hồn người trẻ đi theo kiểu khác, người già nó dẫn hồn người già đi theo một kiểu khác. Nói chung khi con quỷ vô thường nó đến bên cạnh đầu giường của mình và nó nói một tiếng: ông ơi, cái giấy tạm vắng tạm trú của ông đã hết hạn, quý Phật tử ơi, mình sẽ trả lại gió những mớ tàn hơi còn lại, trả lại tim những nhịp đập liên hồi, rồi thể xác của mình gửi lại cõi ta bà, linh hồn của mình bấp bên vô định bên bên kia cửa tử. Quý Phật tử thấy không? Cho nên đó,
thời gian của mình ngắn ngủi lắm. Đừng có nói là con còn trẻ, con còn khỏe. Quý Phật tử ơi, một cái khi mà mình ngủ, sáng thức dậy, chân của mình không sọt vào trong đôi dép, quý Phật tử đã chết rồi. Dép dưới giường, lên giường dội bỏ, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Quý Phật tử thấy không? Cho nên mình cần phải làm sao để cái tâm của mình hướng thiện. Từ xưa tới bây giờ mình chưa làm những điều phúc, thì ngay từ bây giờ mình phải chắc chiêu từng cái việc làm thiện của mình, để mình đem cái công đức lành này, mình đó chính là những cái món quà để sau này mình đi về phía bên kia, mình còn có những món quà thánh thiện nghe quý Phật tử. Để không mình ôm tất cả những nỗi đau niềm khổ, tất cả những tội ác tày trời, quý Phật tử ơi, về bên kia cửa tử rồi, thì chúng ta sẽ đi về tất cả những cái gì ác nghiệp mình mang qua, thì mình nên lên thế giới của qua. Mà mình mang lửa, mình sẽ về thế giới của lửa. Quý Phật tử thấy rằng mình đem điều thiện, mình sẽ về cảnh giới thiện. Mà mình đem điều ác, mình sẽ đi về thế giới của ác. Mình đem về tất cả những cái mà gọi là hỗn hào, không kính trên ngưỡng giới, tức là mình đã đi về thế giới của súc sinh. Còn mình ích kỷ hẹp hòi nhỏ mọn, đi về thế giới ngạo quỷ. Mình cố chấp, mình không biết nghe lời ai chỉ bảo mình hết. Mình giận người ta mà mình cứ để bụng hoài, không có một lòng tha thứ, đi về thế giới của địa ngục. Cho nên địa là dày chắc, ngục là để bụng. Cho nên địa ngục là giận người ta để trong bụng hoài đó nghe quý Phật tử. Giận một ngày, quý Phật tử ở trong địa ngục một ngày, địa ngục niệm. Từ địa ngục niệm này nó mới sinh về địa ngục cảnh nghe quý Phật tử. Người nào mà giận người ta mà nói rằng là tao nói cho mày nghe, thằng Út nó có về tao có chết, cấm không cho nó để tang, tức là mình đã giận suốt cả một cuộc đời của mình rồi. Mình đã sống trong địa ngục suốt cả một cuộc đời của mình, thì khi mình chết, linh hồn của mình sẽ đi vào trong địa ngục đó suốt cả một cuộc đời. Cho nên sống, quý Phật tử ơi, hãy để cho cuộc sống của mình nó trân trọng và thăng hoa. Sống phải biết yêu thương nhau, hãy tha thứ cho nhau đi. Có tha thứ, quý Phật tử ơi, người sẽ tha thứ lại cho mình. Mình đừng bao giờ cố chấp, đừng bao giờ mà mình hờn giận lẫn nhau. Quý Phật tử nhớ, trong cuộc đời của chúng ta không có một người nào mà không có lỗi cả. Cho nên người ta có lỗi với mình, hãy tha thứ đi. Rồi mới mốt biết đâu chừng mình có lỗi, thì người khác sẽ tha thứ lại cho mình. Có một lần Đức Chúa Giê-xu đi qua ngay cái chỗ một đám đông người đang đứng. Ở đằng xa xa, trên cái vách núi có một cô đang bị trói. Và đám người này sắp sửa hành hình cô gái đó. Đức Chúa Giê-xu đi ngang và hỏi. Thì một người trưởng làng lớn nhất nói rằng, thưa Chúa, cô gái này phạm một cái tội mà theo luật Môi-se phải ném đá cho tới chết. Bởi vì cô gái không có chồng mà tự có mang, cho nên phải ném đá cho tới chết. Chúa Giê-xu mới nói rằng là đứa trẻ trong bụng đâu có tội. Thì người trưởng làng nói rằng mẹ nó có tội rồi, cho nên nó nằm trong bụng của người có tội, nó phải chịu tội theo luôn. Theo luật Môi-se thì mỗi một người cầm một cục đá và ném cho cô gái cho tới chết. Ông trưởng làng đưa cho Chúa Giê-xu một cục đá thật to. Lúc bấy giờ Đức Chúa Giê-xu mới nói một câu, ở trong đây ai là người chưa từng có tội sẽ được quyền ném viên đá đầu tiên. Quý Phật tử ơi, suy nghĩ hết thiệt là lâu, ông trưởng làng ném cục đá xuống và bước ra về. Rồi lần lượt từng con người đứng ngay chỗ đám đông đó ném cục đá xuống và bước ra về và hết luôn cả đoàn người. Cô gái ngước mắt lên nhìn Chúa Giê-xu và nói rằng, còn ngài thì sao? Chúa Giê-xu ném cục đá xuống và nói rằng, ta cũng vậy. Quý Phật tử hiểu không? Không phải là Chúa nói ta cũng có tội đâu, nhưng mà Chúa Giê-xu dạy cho tất cả mọi người thấy rằng chúng ta đều có tội cả. Hãy tha thứ cho nhau, thì mọi người sẽ tha thứ lại cho mình. Đó chính là một lòng yêu thương, đó chính là nền móng hòa bình trong cõi người của chúng ta đó. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, chỉ cần một cái gung tay như thế này, giận người ta mà cung tay như thế này, là chúng ta đã phát ra một tần số chiến tranh rồi đó quý Phật tử à. Cho nên một người cung tay như thế này phát ra một tần số chiến tranh, mà hơn 4 tỷ người trên trái đất này, họ cung tay như thế này ra thôi, thì quý Phật tử thấy trái đất của mình bao phủ bởi những tần số chiến tranh đó. Cho nên mỗi một con người cứ nhịn lại, đừng bao giờ rung tay, đừng bao giờ chửi bới, đừng bao giờ giận hờn, đừng bao giờ đỏ mặt, thì quý Phật tử thấy hòa bình là từ nơi đó. Cho nên có một lần bà Thủ tướng Gandhi đi họp hội thề hòa bình của thế giới. Tất cả các nước, những nguyên thủ quốc gia cứ nói về cái cách này, cái cách kia để cho thế giới hòa bình. Nhưng mà bà Thủ tướng Gandhi của Ấn Độ nói rằng, các ông muốn thế giới này hòa bình, các ông hãy trở về xây dựng một nền hòa bình trong tâm của các ông. Vậy thì năm giới của quý Phật tử mà hồi nãy Thượng tọa trụ trì trao cho quý Phật tử, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không
không nói dối, không uống rượu đó. Năm giới cấm đó chính là năm yếu tố hòa bình của cuộc đời đó quý Phật tử. Còn riêng chúng ta, năm chất liệu đó là năm chất liệu để gìn giữ chất người. Nếu mà quý Phật tử hủy hoại năm chất liệu đó, kiếp sau mình mất đi chất người. Cái kiếp này mình có năm giới, mình mang thân người quý Phật tử, mà quý Phật tử hủy hoại không sát sanh, mình sát sanh. Mình sát sanh có nghĩa là gì? Luân hồi thường. Cho nên mình đã hủy hoại cái chất người của mình, trộm cắp hủy hoại chất người của mình. Bởi vì trộm cắp kiếp sau mình sẽ làm trâu bò để trả nợ người. Còn nói dối là nói lưỡi đôi chiều đến người kia, nói chất người, mà chất người trong tâm của mình, trong thân của mình lưng xuống một chút. Kiếp này đó mình giàu có, mình thông minh, mình mạnh khỏe, mình không giữ năm giới, kiếp sau mình cũng mang thân người, và mình lùn hơn, mình xấu hơn, mình đen hơn, mình ngu hơn, và mình bị tật bệnh nhiều hơn. Kiếp sau mình cũng không giữ năm giới nữa, mình cũng mang thân người. Mà quý Phật tử ơi, mình mờ một mắt, mình méo cái miệng, mình có tật cái tai, mình có tật cái chân, mình phải lê lết đầu đường xó chợ, mình xin từng miếng cơm thừa cả cặn. Kiếp đó mà mình cũng không giữ năm giới nữa, kiếp sau mình mang cái thân người mà là một con người thực vật. Sinh ra quý Phật tử chỉ biết nhúc nhích, biết khóc mà thôi, không có khả năng phán đoán, không có khả năng nhận định. Cho nên cái thân người đó chết rồi, quý Phật tử sẽ trở thành kiếp súc sinh. Mà mang thân kiếp súc sinh rồi, vạn kiếp muôn đời không bao giờ tìm lại thân người được nữa. Có một lần Đức Phật bảo A Nan, có một người cầm một hạt cải và người kia đứng xa khoảng 10 bước, cái người này ném qua cái lỗ kim được hay không? Tôn giả A Nan nói: Bạch Đức Thế Tôn, đứng sát một bên, con cầm một hạt cải, con chội qua lỗ kim còn đã là khó, huống chi đứng xa 10 bước. Đức Phật nói rằng: đứng xa 10 bước cầm hạt cải chội qua lỗ kim, tuy rằng nó khó nhưng mà nó có thể chội qua được. Còn mất thân người mà tìm lại thân người, nó còn khó hơn cầm hạt cải chội qua lỗ kim nữa, A Nan à. Cho nên quý Phật tử thấy năm giới của chúng ta không phải là năm giới cấm, mà năm giới đó là năm cái điều mà quý Phật tử cần phải giữ để mà giữ thân người của mình đó. Người nào mà giữ trọn năm giới là giữ được thân người. Mình giữ không trọn thì thân người của mình sau này lùn xấu hơn. Quý Phật tử thấy cuộc đời của mình, con người sinh ra đâu ai giống ai, thấy không? Người nào mà giữ gìn hết năm giới một cách trọn vẹn, mình sanh ra trong một đất nước giàu có nè, rồi mình sinh ra con người cao lớn, khỏe mạnh, ít bệnh tật nè. Mình sinh ra tâm hồn của mình sáng suốt nè. Rồi mình có những cái mà gọi là mình làm quan, làm vua, mình làm chủ thiên hạ. Còn nếu mà mình xấu nữa, mình giữ gìn giới cấm ít quá, mình sanh ra một kiếp người sống nè, sanh ra cũng là con người giống như người ta, mà phải làm kẻ ăn người ở cho người ta, làm tôi tớ cho người ta, bị người ta sai khiến. Cho nên cố gắng giữ gìn năm giới là như vậy. Cho nên hôm nay quý Phật tử đến đây nhân cái lịch từ nhân gọi là tuần sự, nhân sự tuần sự quý Phật tử thọ tam quy ngũ giới, và sáng tới bây giờ chúng tôi cùng với thượng tọa trụ trì ở đây đã có những lời nhắc nhở với quý Phật tử, mong rằng đó chính là một cái hành trang để cho quý Phật tử để dành để sau này mình, để dành cho đời sau của mình. Mỗi lần mà quý Phật tử làm một điều phước, thầy mong rằng quý Phật tử chia điều phước của mình ra làm ba. Một, con cúng dường cho cha mẹ của con để con báo hiếu. 1/3 thứ hai, con xin trang trải cho những đứa con của con. Và 1/3 cuối cùng con để dành cho thân sau của con. Quý Phật tử hiểu không? Mình làm một điều phước gì cũng phải chia làm ba hết. Mình lụm một miếng chai mình bỏ vào trong lề. Mình làm một việc thiện như thế, mình cũng chia làm ba. Hôm nay con lụm miếng chai con bỏ vào trong lề, con không để cho người lớn tuổi, người già tuổi hay là người trẻ tuổi giẫm đạp lên miếng mảnh chai này. Con nguyện đem công đức lành này, con hồi hướng cho ba nơi. 1, hồi hướng cho ông bà cha mẹ của con, trang trải cho những đứa con của con, và cuối cùng con để dành cho thân sau của con. Nhiều khi thân sau của mình chết, quý Phật tử ơi, phía bên kia cửa tử muôn ngàn cái quán khí nó dây bủa mình. Nhờ cái phước đức mình để dành ở đây, quý Phật tử mới có thể sáng suốt trong thế giới bên kia. Cho nên hôm nay thượng tọa trụ trì đã tạo nhân duyên cho chúng tôi gặp gỡ với quý Phật tử một vài điều, gửi gắm tất cả những cái tâm sự. Mong rằng quý Phật tử, tất cả chúng ta có những thắng duyên, có những cái nhân duyên về đạo, có những nhân duyên với Đức Phật. Mong rằng đạo tràng của chúng ta, quý Phật tử mới quy y của chúng ta, hãy dứt khoát từ bỏ các việc ác và cố gắng nguyện làm tất cả những việc lành, giữ thân tâm của mình thật trong sạch thanh tịnh và làm đúng như những lời của Đức Phật dạy. Một lần nữa, chúng tôi có đôi lời gửi đến với quý Phật tử và mong rằng quý Phật tử hãy cố gắng giữ cái tâm của mình cho thanh tịnh và để cho phước báo của quý Phật tử được thập phần viên mãn. Quý Phật tử hãy lễ Phật và lễ tổ chứng minh cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
trên nhị vị thượng tọa đã vì lòng từ bi truyền trao giáo pháp cho quý Phật tử chúng con, và còn ban bố cho những lời sửa pháp để cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Với ân tình này, với nghĩa cử ấy, hàng Phật tử chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân xứng, xin khắc cốt ghi lòng và nguyện đời đời mãi mãi sẽ hành trì những lời của thượng tọa chỉ dạy, và xin đầu thành tỉnh lễ cúng dường tam bái. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Tọa Đạo Tràng Chư Tôn Thiền Đức Tăng và tam bái. Quý vị lại ba lại. Đàn tràng viên mãn pháp sự châu long cung thính chư tôn thiền đức các quát hồi quy bán vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Vào giờ này nơi chay đường của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, nội hòa ngoại hợp. Chúng con đi đầu kiện thỉnh chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni quan hỷ quan lâm nơi chay đường, để cho hàng gia quyến dâng lên lời tác bạch Nam mô A Di Đà Phật. Thỉnh cung thỉnh chư tôn đức an tọa. Mời quý Phật tử chúng ta quỳ xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Trong kho tàng nghệ thuật dân gian Việt Nam có rất nhiều câu ca dao tục ngữ nói về công ơn cha mẹ. Trong đó có câu: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta, nên người ta phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thật vậy, nói đến tình thương và công ơn của cha mẹ thì trên cõi đời này không có thứ tình thương và công ơn nào bằng. Cha mẹ đối với con cái, đó là một sợi dây hòa đồng trong tinh thần dân tộc. Cha mẹ đối với các con có một nguồn năng lực thương yêu vô biên trong sự sinh trưởng và tác thành cho con. Dù phải chịu đựng bao nhiêu gian lao vất vả, khổ sở, ô uế hay bị khinh bỉ thế nào đi chăng nữa, nhưng cha mẹ vẫn nhẫn nại lo cho con trong lúc thơ ấu cũng như khi trưởng thành. Cha mẹ chỉ biết dốc hết tâm lực vào nơi con cái, một lòng thương yêu chân thật, cố gắng lo toan, gầy dựng cho con nên người. Với tấm thân, với tấm lòng thiêng liêng cao cả ấy được Đức Phật diễn tả trong Kinh Báo Hiếu rất nhiều. Và khi Phật còn tại thế, Ngài thường dạy bảo các hàng đệ tử: những ai muốn tiến tu đạo quả vô thượng Bồ Đề phải thực hành hạnh hiếu. Như thế chúng ta thấy Đức Phật rất chú trọng đến hiếu nghĩa, nên Ngài luôn luôn nhắc nhở các hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia hãy lấy hiếu đạo làm phương châm xây dựng hạnh phúc an lạc cho mình và nêu gương lành cho chúng sinh. Vì hiếu là nền tảng căn bản trên bước đường tu giải thoát. Chính vì lẽ đó, hôm nay toàn thể gia quyến đang cung đối trước chay đường, ngoài việc chăm lo sóc phụng dưỡng lúc cha mẹ ốm đau bệnh tật, lúc cha mẹ già, toàn thể gia quyến còn được sự quan hỷ và hướng dẫn của thượng tọa trụ trì chùa Lâm An để cho gia quyến được quy y. Toàn thể gia quyến có thức lễ trai duyên, dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, ngõ hầu đem công đức này mà hồi hướng kỳ an giải bệnh cho mẹ cũng như quý thiện nam tín nữ trong gia đình. Vào giờ này, trên chay đường, chư tôn đức đã an trú trong chánh định. Đại diện hàng gia quyến có đôi lời xin dâng lên tác bạch Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, thượng tọa đại đức tăng ni. Hôm nay hàng Phật tử chúng con có duyên sự, đầu thành đảnh lễ xin tách bạch. Kính bạch chư tôn đức,
Ân cha mẹ là con phải nhớ, ân cửu huyền không thể nào quên. Làm con phải cố đắc đền, mới không hổ thẹn sanh lên làm người. Thân mẫu chúng con tên là Trần Thị Út, tự Đặng Thị Nguyên, pháp danh Diệu Phước. Tuổi Quý Dậu 82 tuổi, chúng con bổn phận làm con thấy mẹ tuổi già sức yếu. Muốn báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của pháp sanh tiền, chúng con không biết làm chi hơn, ngoài lực Phật ra không có điều chi mà đền đáp nghĩa cho mẹ. Thật là một nhân duyên thù thắng khi chúng con được câu hội về chùa Long An và được sự hướng dẫn của Thượng tọa trụ trì thiết lễ trai riêng để cầu an giải bệnh. Chúng con xin hồi hướng phước báo này về mười phương chư Phật, cầu nguyện cho mẹ chúng con được tăng long phước thọ, được mạnh khỏe an vui và tật bệnh tiêu trừ. Kính bạch quý ngài, chúng con nhớ lời Phật dạy, thân người khó được, tam bảo khó kết duyên. Chư Tôn Đức đã vì Phật tử chúng con đáp lời thỉnh cầu thiết tha, thành khẩn này, hạnh lợi tha của Chư Tôn Đức thật là từ bi quảng đại. Điều đó làm cho chúng con càng tinh tấn tu hành để xứng đáng người Phật tử lòng thành mộ đạo. Giữa đêm tăm tối, đối với khách lạc đường, quên mất hướng đi, thật không còn gì lo sợ bằng. Nhưng may thay, phía trước chúng con hiện ra ngọn đuốc soi đường chỉ lối, xua đuổi đêm đen dày đặc, màn vô minh phải thu mất hình mất dạng. Ánh thái dương le lói rực chiếu muôn phương, đem lại niềm an lạc thật sự cho chúng sanh. Đúng như thế, hình bóng chư tăng già là hiện thân của đức từ bi hỷ xả, quên lợi mình để cứu vớt chúng sanh. Thế nên chúng con mới biết, ơn sức thế gian không gì bằng ơn Tam Bảo. Ngày nào Tam Bảo còn là chúng sanh được vơi bớt một phần khổ não và dần dần ra khỏi luân hồi lục đạo. Giờ đây, đàn tràng viên mãn, chúng con không biết lấy chi mà đền đáp công ơn của Chư Tôn Đức. Chúng con thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi, tịnh tài và tịnh vật, dâng lên cúng dường Chư Phật, Chư Tăng. Của tuy đạm bạc, nhưng chúng con thành tâm như pháp cúng dường. Kính mong Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Ai Mẫn Nạp Thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Cố làm sao cho mẹ được vui nhiều, và học hành làm người con hiếu hảo. Kính bạch trên Chư Tôn Đức, vừa qua là lời tác bạch của toàn thể gia quyến. Để cho buổi lễ được trọn phần công đức, chúng con đi đầu kiền thỉnh Thượng Tọa Thượng Minh Hạ Thành ban đạo từ cho toàn thể gia quyến được ân chiêm công đức. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Con xin phép Chư Tôn Đức cho con rời khỏi quá đường để đối diện trước gia đình có đôi lời mà gia đình vừa mới tác bạch. Qua lời tác bạch vừa rồi, quý Phật tử đã có những cái những nỗi niềm thổn thức tận trong cái sâu thẳm của tâm hồn. Một niềm thổn thức mà nó y theo chánh pháp. Quý Phật tử thấy rằng bà cụ 82 tuổi đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà quý Phật tử bây giờ thấy rằng mẹ mình 82 tuổi so với ngày xưa, bây giờ mẹ mình đâu có được như ý muốn của mình nữa. Khuôn mặt cũng đâu có còn tươi, rồi lời nói đâu có rõ, rồi đi đứng cũng khó khăn. Đó là do vô thường nó đã mang đến cho bà cụ gói mỏi chân trùng, rung rung theo nhịp chạy của vô thường và loay quay theo dòng xoay của cuộc thế. Và chúng tôi có nghe Thượng Tọa nói rằng ông cụ qua đời đã mất, bà cụ thì còn hiện diện nơi đây. Phàm là một con người chúng ta sinh ra nơi của cuộc đời này, thì toàn thể tất cả mọi người trong gia đình nói riêng và tất cả những cái con người trên trần gian này nói chung, chúng ta phải nhờ cả cha và mẹ.
Quý Phật tử ơi, cha đã tặng cho chúng ta phân nửa khối óc của cha, và mẹ đã gửi tặng cho chúng ta phân nửa trái tim của mẹ. Chính phân nửa cái khối óc của cha mang đến cho chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể rằng là đứng vững giữa cuộc đời. Chúng ta té rồi, chúng ta đứng dậy. Phân nửa trái tim của mẹ tặng cho chúng ta, chính phân nửa trái tim này chúng ta mới có thể biết nức nở, chúng ta mới biết khóc, chúng ta mới có thể cảm động trước những mảnh đời bất hạnh. Cho nên cha và mẹ là hai vị thiên thần, mỗi một vị tặng cho chúng ta một chiếc cánh giữa cuộc đời. Cha tặng cho chúng ta một chiếc cánh, mẹ tặng cho chúng ta một chiếc cánh, và từ đó mỗi đứa con đều có được đôi cánh của hai vị thiên thần, giúp cho chúng ta bay bổng giữa khung trời bao la và đầy tươi đẹp nhất. Nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta sống ở đây, mình nhờ ơn cha có một chiếc cánh, nhờ ơn mẹ có một chiếc cánh giữa cuộc đời. Nhưng mà thường thường quý Phật tử ơi, cái mà sơ sót lớn nhất của chúng ta, quý Phật tử thấy rằng ai cũng nhớ, ai cũng thương và ai cũng tôn trọng, ai cũng tôn trọng mẹ mình. Nhưng mà chúng ta dễ dàng quên, hay là chúng ta dễ dàng phai lạc với tình cha lắm đó. Cả cuộc đời này cũng vậy quý Phật tử, cả xã hội này cũng thế. Người ta nhớ mẹ nhiều hơn nhớ cha. Đương nhiên nó có một lý do tại sao chúng ta phải nhớ mẹ. Bởi vì mẹ là thể hiện của một thiên chức mà ông trời đã tặng. Một thiên chức để rồi ông trời tặng cho người phụ nữ một cái tên thật là mỹ miều, đó là mẹ. Ông trời đã tặng cho người phụ nữ một cái tên, một thiên chức là mẹ đó quý Phật tử à. Cho nên quý Phật tử ngồi trong đây có người đã là những thiên chức làm mẹ, đang làm mẹ và sắp sửa làm mẹ. Phải không? Cho nên chính cái chỗ đó mà chúng ta mới được xã hội công nhận, thơ văn công nhận, ca từ công nhận và tục ngữ ca dao đều công nhận. Quý Phật tử xét hết coi ca dao tục ngữ ca ngợi mẹ nhiều lắm, tất cả những bài nhạc bài hát ca ngợi mẹ không? Quý Phật tử thấy không? Ai cũng nhớ mẹ, thậm chí con người cũng nhớ mẹ mình nhiều hơn nữa. Và tất cả chúng ta thường thường hay quên lãng tình cha. Quý Phật tử thấy một con chim mà nó bay giữa bầu trời, nó bay bằng một chiếc cánh, nó có bay tới đâu không? Nó sẽ cắm đầu xuống đất. Con người đi vào giữa cuộc đời mà con người đi bằng một chân cũng chẳng đi tới đâu hết quý Phật tử à. Cho nên chúng ta cần phải có cả tình cha và nghĩa mẹ. Cho nên hôm nay ngoài cái việc mình cầu an giải bệnh cho mẹ mình, nhưng mà quý Phật tử cũng phải nhớ một điều là chúng ta cầu nguyện và cầu an cho cha mình phía bên kia cửa tử. Ở đây thì không dùng từ cầu siêu, mình cầu an cho mẹ mình còn ở bên đây của cuộc đời, và cầu an cho cha mình phía bên kia của cuộc sống nữa. Cho nên tất cả chúng ta đều phải nhớ và để cái tâm của mình và để trái tim của mình, để hai nơi cho trọn vẹn. Chúng ta mở rộng trái tim của mình ra để mẹ mình được ngủ yên trong đó, và hãy đưa cha của mình lên tầng cao của khối óc để cho cha mình mãi mãi ngự trị trong đây. Thì có như vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta mới làm tròn nghĩa vụ của một người con, phải không? Bây giờ mình làm con mình nhớ mẹ mình nhiều quá mà mình không nhớ cha, giống như con chim bay giữa bầu trời có một chiếc cánh. Ở đây quý Phật tử nào thương mẹ nhiều, thương cha ít đâu, có không? Ô Phật, tất cả chúng ta đều có đó quý Phật tử à. Tại vì sao vậy? Mẹ là thiên chức của một người phụ nữ. Và một người phụ nữ là gì? Là dịu dàng. Quý Phật tử ơi, tất cả những người phụ nữ trên thế gian này đều dịu dàng hết. Và được ông trời tặng như thế đó. Cho nên quý Phật tử thấy người ta gọi hai vợ chồng. Vợ luôn luôn lúc nào cũng đi trước chồng. Mẹ luôn luôn lúc nào cũng đi trước cha hết, phải không? Cho nên đó, tại sao người phụ nữ phải đi trước? Bởi vì cái tính chất của người phụ nữ là gì? Là hy sinh. Quý Phật tử ơi, là lo toan, là kiên cường, là chịu đựng. Cho nên chính cái chỗ đó mà người phụ nữ được tôn vinh, phải không? Xã hội này có những cái mà tôn vinh người phụ nữ. Quý Phật tử thấy nhà nước mình tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng, có bao giờ tặng người cha Việt Nam anh hùng không? Đâu có, phải không? Cho nên chính cái chỗ mà hy sinh chịu đựng và thầm lặng như vậy, cho nên người phụ nữ mới đáng được tôn vinh. Nhưng mà đó là nói về cuộc đời. Còn tất cả chúng ta là những đứa con trong gia đình, quý Phật tử phải cần có những cái mà chúng ta chia điều ra mới được. Trái tim của chúng ta không thể một đen và một đỏ được. Trái tim của mình phải là cả hai, một nửa cho cha và một nửa cho mẹ. Để rồi chúng ta mới thực hiện được cái lời mà gọi là cái lời thì thầm trong tâm của mình, đó là lời hiếu thảo của chúng ta. Quý Phật tử ơi, cuộc sống không mang đến cho chúng ta những cái gì như ước muốn của mình đâu, không mang đến cho mình những điều như ý.
tất cả những điều đó là do chính chúng ta thôi. Chúng ta có muốn tạo được như ý muốn của mình hay không là do tâm của mình, chứ không phải do cuộc đời mang đến đâu. Phải không? Cho nên cuộc đời thì họ mang đến theo cái quy luật của vô thường sanh lão bệnh tử. Thì cha mình đã tử, mẹ mình đang bệnh rồi đó, và chúng ta đang đi gần đến sanh lão thôi. Cả một gia đình, cả một cuộc đời, cả một kiếp người đều nằm trong cái quy luật vô thường đó hết, sanh, lão, bệnh và tử. Thì hôm nay quý Phật tử cúng dường trai tăng và nhận định như thế này, muốn đền ơn, đáp nghĩa, muốn báo hiếu cho cha, muốn báo hiếu cho mẹ, đi tìm hoài, đi tìm mãi, không thấy một nơi nào có đủ cái điều kiện báo hiếu cho cha, không có nơi nào đủ điều kiện để báo hiếu cho mẹ, ngoài trừ Tam Bảo. Qua cái lời tắc bạch vừa rồi, phải không? Cho nên sáng hôm nay quý Phật tử đền ơn cho cha mẹ mình bằng cách giúp cho mẹ mình gieo nhân duyên với Phật. Mẹ mình bây giờ vừa mang thân bệnh, vừa mang tâm bệnh. Vừa mang thân bệnh, vừa mang thân bệnh đó quý Phật tử à, uống thuốc của bác sĩ trị thân bệnh. Nhưng mà những đứa con này gieo trong tâm của mẹ mình một niềm an lạc. Gieo trong tâm của mẹ mình là mẹ mình đã gần với Phật, mẹ mình đã là con của Phật, trong trái tim của mẹ mình đã có dòng máu của Phật, là quý Phật tử chúng ta đã báo hiếu cho mẹ mình rồi. Còn bây giờ quý Phật tử ơi, chúng ta hãy hồi hướng nữa tất cả những công đức lành này, hồi hướng cho cha mình. Hồi nãy thầy nói rồi, chia làm ba, chúng ta một phần ba đầu tiên con cúng dường cho cha con phía bên kia cửa tử để con báo hiếu, còn một phần ba con cúng cho những đứa con mà con đã sanh ra, còn một phần ba còn lại con dành riêng cho thân sau của con. Thì bây giờ quý Phật tử, mẹ mình còn ở đây, chúng ta vẫn còn có diễm phúc. Cha mình qua đời, phải không? Mình đã mất đi một đôi cánh, mất đi một chiếc cánh. Nhưng mà mẹ mình còn đây, mình vẫn còn một tia sáng. Tuy rằng nó mong manh, nhưng mà quý Phật tử ơi, trong một cái vùng sâu thẳm, trong một vùng đen tối của tâm hồn, một tia sáng mong manh của mẹ mình cũng đủ dẫn lối chỉ đường cho chúng ta. Cho nên tình cha là cả mênh mông, là muôn vạn sáng trong lòng chúng con. Tình mẹ là ánh trăng tròn cho con soi bước lối mòn tương lai. Cho nên cha và mẹ chính là những cái nguồn sáng thiêng liêng, là những đức Phật không bao giờ có tòa sen, mãi mãi phóng hào quang, mặc dù muôn đời chúng ta không bao giờ thấy được. Khi còn nhỏ, con đến chùa cùng mẹ, dắt tay con từng bước nhẹ trang nghiêm, mắt mẹ hiền như mắt Phật an nhiên, đã soi xuống đời con muôn ánh sáng. Đó chính là những hào quang của những đức Phật chưa bao giờ ngồi tòa sen cả. Quý Phật tử thấy rằng Đức Thế Tôn trong thời kỳ còn tại thế, và Ngài đã nói trong kinh Bi Hoa, gặp thời không có Phật, cha mẹ của chúng ta chính là Phật đó quý Phật tử à. Cho nên đi đến chùa lễ Phật hoài mà ở nhà mình làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc, thì quý Phật tử ơi, đi lễ chùa, đi lễ Phật không còn ý nghĩa nữa. Cho nên chúng ta khi đến bàn Phật, quý Phật tử đứng trang nghiêm cúi đầu, chúng ta im lặng, chúng ta đảnh lễ. Nhưng mà quý Phật tử có từng cúi đầu trang nghiêm trước hình bóng của cha mẹ mình hay không? Đó mới chính là điều, mới là điều báo hiếu chân chính nhất đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay, nhân cái sự tùng sự này, chúng tôi đến đây thay lời cho chư Tôn Đức tâm sự với quý Phật tử. Mặc dù những điều đó quý Phật tử ai cũng biết hết, làm con là phải báo hiếu cho cha mẹ rồi, là phải vuông tròn rồi đó quý Phật tử à. Điều biết rằng cha mẹ mình là một đức Phật hiện tiền rồi đó, một đức Phật giữa cuộc đời rồi đó. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần. Cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa dạng lần ngược xuôi. Cho nên cha mẹ mình là những vị Phật giữa trần gian kham khổ này. Cha mẹ mình là những vị Phật không bao giờ đắp y vàng. Cha mẹ mình là những vị Phật không bao giờ ngồi ở trên tòa sen. Dẫn đời thường quý Phật tử à. Một nắng hai sương gồng gánh trên vai, nắng chiều nghiêng bóng mẹ. Hoặc là cha mẹ mình, cha mình ngồi trên chiếc xích lô ngày xưa, ngồi trên chiếc xe lôi đạp ngày xưa, để rồi cái giọt mồ hôi của cha mình lăn tròn theo chiếc bánh xe, lăn tròn theo cuộc đời, để mà đánh đổi từng giọt mồ hôi, từng hơi thở mệt mỏi, để mang về cho anh chị em chúng ta từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt. Thế rồi quý Phật tử ơi, chúng ta đợi đến khi cha mình trả lại gió mới tàn hơi còn lại, trả lại tim những nhịp đập liên hồi, cuối cùng chúng ta tặng cho cha mình trước lúc lên đường, hay tặng cho cha mình khi thân xác cha mình đi về nghĩa trang. Quý Phật tử ơi, chỉ dài ba giọt lệ đọng đầy bên khóe mắt. Hành trang của mình tặng cho cha mình chỉ có bao nhiêu thôi,
Rồi quý Phật tử ơi, bây giờ quý Phật tử không để cho mẹ mình cười nhiều, không tặng cho mẹ mình những nụ cười còn lại trong khoảng đời ngắn ngủi, thì quý Phật tử ơi, chúng ta chưa làm tròn chữ hiếu. Làm tròn chữ hiếu không phải chỉ là dâng cơm hầu nước, làm tròn chữ hiếu là quy y cho mẹ mình rồi, làm một, hãy để cho mẹ mình có những nụ cười trong khoảnh khắc còn lại của kiếp người nghe quý Phật tử. Đó chính là lòng báo hiếu của chúng ta đó. Cho nên hôm nay, quý Phật tử đã thiết một buổi lễ kỳ an trai tăng, thỉnh chư tôn đức tăng ni đến đạo tràng chùa Long An cầu an cho mẹ mình, để thân tâm của mẹ mình không còn bệnh nữa, thân không bệnh, tâm không phiền não, và cũng cầu an cho linh hồn của cha mình mãi mãi được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Chúng tôi có đôi lời gửi gắm đến toàn thể gia đình và kính mong gia đình liễu tri cho, và để cho buổi lễ trai tăng hôm nay được thập phần viên mãn, chúng con trân trọng cung thỉnh chư tôn đức tăng ni nhập từ bi quán niệm hồng danh chư Phật 3 lần để chứng minh buổi lễ hôm nay. Trân trọng kính cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Ơi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi chứng minh nạp thọ cho rồi, còn ban cho chúng con những lời phủ nhụ vô vàng quý báu. Chúng con nguyện xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Như tâm đảnh lễ Nam mô Phổ Thiên Ứng Cúng Tăng Đầu Lỗ Phà La Đỏ Xà Lễ Sư Tôn Giả Tam Bái nhiên phạm giới mong quân chư Phật hai hội tất diệu văn sơ kia tương vân thành ấy phương ơi chư Phật hiện toàn thân vâng cái Bồ Tát ơi Nam mô vâng cái Bồ Tát Nam mô vâng cái Bồ Tát cùng dương thành tình ba phân thì lô Di mạng bào thân lao xa na phà thiên bà ơi quá thân lên ca mâu ni phà đường lai à sanh di lặc tôn phật Phải tâm phương tam thế tiệt chư phải đây chi văn thù xưa lời Bồ Tát đây anh Bồ Hiền Bồ Tát Đại Bi Đại Ư Tôn Bồ Tát Ma Tát Ma Bát Nhã Ba La Mật Tam Đơ Luân Di Cúng và Cập Tăng Na báo đông cùng dường nhỏ phán thơ thời đưa nguyên chúng sanh thiền về vì thờ pháp thị sung mà